Chương 3100, kinh người suy đoán. Tiêu Phàm ba người cẩn thận tới cực điểm, trước từ địa phương khác tiến vào tinh thần thế giới bên trong, mặc dù sát mặt đất tiến lên, chậm rãi tới gần Bạch Ngọc vị trí. Nhưng mà, ba người đi dạo thật lâu, cũng không tới mục đích, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút bồn chồn lên. Không đúng, cái kia Bạch Ngọc quảng trường rõ ràng liền ở phụ cận đây, làm sao không tìm được đây? Bạch Ma cũng 10 điểm buồn bực, xem như đại đế cảnh cường giả, há lại sẽ đem phương hướng nhận lầm. Thế nhưng là, cái kia Bạch Ngọc lại là thực không thấy, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dừng lại, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, ở một gốc cổ thụ bên trên ngừng lại, ngay sau đó hai mắt nhắm lại lẳng lặng cảm thụ được linh khí bốn phía chấn động. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lần thứ hai mở hai mắt ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, lại có trận pháp chấn động, xem ra, cái này ma trùng tộc so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a. Ma trùng tộc, ở Tiêu Phàm trong ấn tượng, thuần túy là lấy số lượng xưng, nhưng hôm nay cái này ma trùng tộc, vậy mà cũng biết trận pháp, điều này không khỏi làm cho Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Cái này rất có một loại giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn càng ngày càng hiếu kỳ, chỗ này tinh thần thế giới, đến cùng tồn tại như thế nào bí mật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hai mắt đã xảy ra kỳ lạ biến hóa, biến thành huyết hồng sắc. Nghịch loạn chi đồng, mở ra. Bỗng dưng, Tiêu Phàm con người bên trong thế giới phát sinh biến hóa, trong không khí lưu động một loại năng lượng kỳ lạ chấn động, loại năng lượng này chấn động cho người ta một loại u sâm cảm giác. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, một sợi năng lượng ba động, vậy mà xông vào trong cơ thể của bọn họ. Đây là linh hồn khói độc, Tiêu Phàm sầm mặt lại, kém chút kinh hãi kêu lên, Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử, các người hai cái trước đi vào ta thể nội thế giới. Hai người nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cuối cùng gật đầu một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử liền bị hắn đưa vào thể nội thế giới, về phần hắn bản thân, lại là có thể không nhìn những linh hồn này khói độc. Dù sao, hắn linh hồn bây giờ thế nhưng là có được miễn dịch năng lực, cho dù là có thể hạ độc được thánh đế cảnh linh hồn của cường giả khói độc, cũng căn bản không làm gì được nó. Tiêu Phàm thận trọng tiến lên, hắn càng ngày càng cảm thấy nơi đây không đơn giản. Nhưng hắn kinh ngạc là, những cái này trong cổ lâm, cũng tùy thời đều có Phệ Long Trùng tuần tra, cũng may Tiêu Phàm là thần điêu sư, có thể dùng hư không thần văn ẩn tàng khí tức trên thân. Nhất là trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch lực lượng, đó là tuyệt đối không dám tiết lộ tí nào. Phệ Long Trùng sở dĩ xưng là long tộc khắc tinh, là bởi vì Phệ Long Trùng có thể tùy tiện cảm nhận được long tộc huyết mạch chi lực, hơn nữa long tộc thủ đoạn rất khó trọng thương bọn họ. Truyền văn, năm đó Long Phượng tộc cùng Ma Trùng tộc đại chiến, Long Phượng tộc thì có vô số tu sĩ chết ở Phệ Long Trùng thôn phệ phía dưới, cuối cùng Long tộc đều không thể không thỏa hiệp. Có thể nói, Phệ Long Trùng chính là Ma Trùng tộc đòn sát thủ. Đương nhiên, Ma Trùng tộc sở dĩ ở trong Thái Cổ thần giới vẻn vẹn xếp hạng đệ tứ, cũng là bởi vì Phệ Long Trùng vẻn vẹn đối Long tộc có tác dụng khắc chế. Mà đối Phượng tộc, hoặc là trùng tộc khác, lại giống như thông thường Ma Trùng tộc không có hai dạng. Nhất là đối Tiên Linh tộc cùng Âm Linh tộc hai đại trùng tộc, Ma Trùng tộc đại bộ phận trùng tộc đều không làm gì được, đây cũng là Ma Trùng tộc khuất cư vị thứ tư nguyên nhân. Nói thì nói như thế, nhưng là ai cũng không dám khinh thường Ma Trùng tộc, bởi vì Ma Trùng tộc có một loại sức mạnh khủng bố nhất, cái kia liền là có thể vô hạn tiến hóa. Loại năng lực này, để Ma Trùng tộc có được vô hạn khả năng, cũng chính là bởi vì như vậy, Ma Trùng tộc cuối cùng mới có thể bị trùng tộc khác áp chế. Nhưng là, trùng tộc khác cũng không dám đem Ma Trùng tộc bức điên, bởi vì cái này trùng tộc, dù là chỉ còn lại có một cái, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bước chân bắt đầu thả chậm, ở hắn phía trước, truyền đến một trận mãnh liệt năng lượng ba động, tựa như mạnh mẽ đanh thép nhịp tim một dạng. Thùng thùng, thanh âm kia, 10 điểm có tiết tấu, ở Tiêu Phàm bên tai đập. Tiểu tử, nơi này có ta long tộc khí tức. Lúc này, Tiêu Phàm trong đầu lại truyền tới Tử Như Huyết thanh âm. Nơi này cũng là Phệ Long Trùng, từ đâu tới ngươi long tộc? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, có thể vừa dứt lời, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên một lần, kinh ngạc nói chẳng lẽ. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong đầu nghĩ tới một loại khả năng, nếu quả thật như Tử Như Huyết nói tới, nơi này có long tộc mà nói, vậy cái này long tộc chẳng phải là Phệ Long Trùng khẩu phần lương thực. Dù sao, nhiều như vậy Phệ Long Trùng, đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh long tộc, cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Cảm giác của ta không có sai. Tử Như Huyết hết sức bình tĩnh nói, ngươi nói nơi này còn có Phệ Long Trùng, có long tộc địa phương, tại sao có thể có Phệ Long Trùng? Đúng vậy a, có Long tộc địa phương, tại sao có thể có Phệ Long Trùng? Tiêu Phàm cũng đang suy nghĩ lấy vấn đề này, trăm mối vẫn không có cách giải. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới trầm ngâm nói, hy vọng ta đoán sai, nếu quả thật như ta nghĩ như vậy, cái kia đây tuyệt đối là ma trùng tộc đối Long tộc âm mưu, bọn họ khả năng ở trong này dùng Long tộc huyết nhục chăn nuôi Phệ Long Trùng. Khả năng này rất lớn, chỉ ít chiếu tình huống dưới mắt đến xem, nơi này thực có thể là Phệ Long Trùng một cái xảo huyệt. Chỉ là, cái này Phệ Long Trùng cất ở đây bên trong nhiều năm như vậy, Long tộc cùng Phượng tộc làm sao đều không có phát hiện đây. Nơi này hẳn là một chỗ hiểm địa không sai, bình thường hẳn là cũng có rất ít Long Phượng tộc đến, dù là Long Phượng tộc đến, những cái kia Phệ Long Trùng cách xa nhau vô số xa liền có thể cảm ứng được, tùy thời đều có thể giấu đi, Long Phượng tộc muốn phát hiện bọn họ rất khó. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng rơi vào trầm tư, dừng một chút, vừa muốn nói, mà ta, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử không thuộc về Long tộc, những cái kia tuần tra Phệ Long Trùng đối với chúng ta cảm ứng không có đối Long tộc như vậy linh mẫn. Cho nên, làm Bạch Ma xông vào bọn họ xào huyệt thời điểm, bọn họ phát hiện đã chậm, đã như vậy, Bạch Ma nhìn thấy cái kia Bạch Ngọc thì là cái gì chứ? Tiểu tử, ngươi nói là sự thật, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, một mực lười biếng tử như huyết bỗng đứng dậy, sắc mặt đều trở nên hết sức nghiêm túc lên. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, không thể hoàn toàn xác định. Tiêu Phàm lắc đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng khả năng này rất lớn, chỉ ít có 8 thành có thể là thực. Về phần Bạch Ma thấy cái kia Bạch Ngọc, có thể là từ Ngọc Thạch tạo thành truyền tống trận, ma trùng tộc ở Long Phượng tộc thí luyện cổ địa bồi dưỡng Phệ Long Trùng. Đúng rồi, lần trước ở nhân tộc thí luyện cổ lộ Cửu U cốc gặp cái kia Phệ hồn huyết tuyến trùng, có vẻ như cũng là ma trùng tộc một loại a. Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc ấy hắn còn hoài nghi những thứ kia là ai cố ý nuôi dưỡng những cái này Phệ hồn huyết tuyến trùng, chỉ là không tìm được chứng cứ mà thôi. Nhưng hiện tại đem hai chuyện liên hệ với nhau, Tiêu Phàm cũng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Tất nhiên Long Phượng tộc cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ trên cũng có ma trùng tộc, vậy mặt khác thí luyện cổ lộ trên có phải hay không cũng có được ma trùng tộc đây? Nếu thật là dạng này, chuyện kia cũng có chút đáng sợ. Ma trùng tộc, chẳng lẽ muốn cùng Thái Cổ thần tộc Vạn tộc là địch sao? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái to gan ý nghĩ, liền chính hắn đều bị giật nảy mình. Chương 3101, Hỏa thiêu ma trùng. Ma trùng tộc muốn cùng Thái Cổ thần giới Vạn tộc là địch. Ý nghĩ này, quá mức dọa người nghe, nếu là lúc trước, Tiêu Phàm đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia nho nhỏ ma trùng tộc, lại có thể xưng bá Thái Cổ thần giới. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm phát hiện, khả năng này còn thật tồn tại. Nhân tộc thí luyện cổ lộ bồi dưỡng là Phệ hồn huyết tuyến trùng, mà Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ bồi dưỡng lại là Phệ Long Trùng, hai loại côn trùng đều rất có tính nhắm vào. Nếu như mặt khác thí luyện cổ lộ cũng bồi dưỡng ra tương ứng côn trùng, hơn nữa số lượng đạt đến một cái kinh khủng cấp độ, cái kia ma trùng tộc cùng Vạn tộc là địch cũng chưa chắc không thể. Tiểu tử, bất kể như thế nào, cũng muốn diệt rơi cái kia Phệ Long Trùng. Tử Như Huyết trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, phẫn nộ quát. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, vì Tử Như Huyết kêu la om sòm cảm thấy 10 điểm khó chịu, bất quá hắn cũng biết Tử Như Huyết vì sao kích động như thế. Phệ Long Trùng, xưng là Long tộc khắc tinh, thực không đủ, Tử Như Huyết liền nhục thân hủy diệt đều bình tĩnh như thế, nhưng bây giờ lại kích động dị thường, có thể nghĩ cái này Phệ Long Trùng khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Số lượng của bọn họ nhiều lắm, bằng ta thực lực, đoán chừng hủy không được bọn họ. Tiêu Phàm thở dài nói, đây là Long tộc cùng ma trùng tộc sự tình, hắn không cần thiết đem tính mạng của mình góp đi vào, hơn nữa hắn thấy, ma trùng tộc cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Trừ bỏ số lượng cùng chịu đòn bên ngoài, ma trùng tộc cũng không có mặt khác năng lực đặc biệt. Hủy không được cũng phải hủy đi, đây tuyệt đối là nhằm vào một cái Long tộc âm mưu, nhất định phải kịp thời phá hư. Tử Như Huyết trầm giọng nói, đó là các ngươi Long tộc sự tình, cùng ta có liên can gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nhân tộc sự tình đều còn không giải quyết đây, hắn một cái đại đế cảnh, dựa vào cái gì tham dự đệ nhất chủng tộc cùng loại thứ tư tộc sự tình. Cho dù là cả nhân tộc, ở Long tộc cùng ma trùng tộc trước mặt, đoán chừng cũng không đáng chú ý. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng không bao lâu, liền cùng ngươi có liên quan, hiện tại ngươi tin ta còn kịp, coi như ngươi không hủy đi bọn họ, cũng phải mau chóng đi tìm Long tộc đến hủy đi bọn họ. Tử Như Huyết càng nói càng kích động, thần sắc cũng vô cùng vội vàng lên. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, Tử Như Huyết đề nghị này cũng không sai, bản thân hủy không được cái này Phệ Long Trùng, nhưng Long tộc chưa hẳn không thể làm được a. Chỉ bất quá, muốn dẫn tới Long tộc, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, trực tiếp nhất biện pháp, chính là Tiêu Phàm tìm Long tộc phiền phức, đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Thế nhưng là, Phệ Long Trùng vốn là Long tộc khắc tinh, Long tộc cho dù đến, vậy cũng chưa chắc có thể hủy đi bọn chúng a. Ta vẫn là trước biết rõ ràng những cái này Phệ Long Trùng rốt cuộc có bao nhiêu rồi nói sau. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, không tiếp tục để ý Tử Như Huyết, chậm rãi hướng về phía trước ẩn núp đi. Nhất là cái kia bạch sắc ngọc thạch, Tiêu Phàm càng là muốn biết rõ ràng, đến cùng phải hay không truyền tống trận. Nếu như là truyền tống trận, vậy muốn hủy đi Phệ Long Trùng, liền càng thêm không đơn giản, dù sao, có truyền tống trận ở, ma trùng tộc có thể liên tục không ngừng chuyển vận Phệ Long Trùng. Tiêu Phàm thu liếm khí tức toàn thân, càng là mượn nhờ thần văn che giấu khí tức của mình, lặng yên không tiếng động tới gần. Theo hắn tiến lên, trong không khí loại kia linh hồn khói độc càng ngày càng đậm hơn, hơn nữa hư không nhộn nhạo thần văn chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng, trong lòng của hắn đã có 90% chắc chắn xác định, nơi này tồn tại một cái cường đại truyền tống trận. Từ cái kia thần văn chấn động cùng không gian năng lượng đến xem, truyền tống trận truyền tống khoảng cách hẳn là 10 điểm xa xôi. Tiêu Phàm đã không dám tùy tiện đến gần, nếu là kinh động đến những cái này Phệ Long Trùng, đây chính là cái đại phiền toái. Nhưng mà, cũng liền ở Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi về sau, hắn linh hồn lực lượng lại là bắt được một cái to lớn bạch ngọc bình đài phía trên còn kích động cường đại không gian ba động. Chỉ bất quá, bình đài một nửa lại là phá toái không chịu nổi, hiển nhiên là bạch ma không cẩn thận tạo thành duyên cớ. Cũng chính là bởi vì như vậy, những cái kia Phệ Long Trùng mới có thể điên cuồng như vậy truy sát bạch ma. Quả nhiên là một cái truyền tống trận, còn tốt bạch ma không cẩn thận hủy diệt một nửa. Tiêu Phàm híp hai mắt, dứt khoát quay người rời đi. Cũng đúng lúc này, bạch ngọc bình đài phía trên một đạo quang mang hiện lên, trong chớp mắt bên trên liền có thêm một mảnh mây đen, tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Tiêu Phàm liền không vào dùng mình một cái, đó lại là rậm rạp chằng chịt côn trùng, nhiều đến hàng vạn mà tính. Lấy thị lực của hắn, tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng, khoảng cách gần hắn nhất cái kia Phệ Long Trùng chính nhe răng trợn mắt, lộ ra một ngụm cao thấp không đều nhưng lại hết sức bén nhọn răng. Cặp kia đỏ tươi hiện ra huyết quang con ngươi, càng là hung lệ dị thường, bọn chúng chỉ có chừng một thước, trên người hiện đầy lớp vảy màu đen, lấp lóe lấy u quang. Quang từ bên ngoài nhìn vào, bọn họ giống như thật nhỏ Long tộc, mặc cho ai cũng không nghĩ đến, nhỏ như vậy côn trùng, vậy mà lại là Long tộc khắc tinh. Nhìn xem những cái này hung thần ác sát Phệ Long Trùng, Tiêu Phàm cũng không khỏi dùng mình một cái, nhìn toàn thân run rẩy, nổi da gà trong nháy mắt bày kín toàn thân. Hô, Tiêu Phàm nơi nào còn dám có chút do dự, quay người liền thối lui ra khỏi phiến khu vực này, nơi này chính là Phệ Long Trùng hang ổ, không cẩn thận cũng sẽ bị bọn chúng phát hiện. Tiêu Phàm có thể không muốn trở thành Phệ Long Trùng khẩu phần lương thực. Nhưng mà, cũng liền ở hắn vừa mới rời khỏi mười mấy trượng khoảng cách, lập tức cũng cảm giác vô số đôi con mắt nhìn mình chằm chằm, liền tựa như vô số đầu độc xà khóa chặt hắn. Không cần quay đầu lại, Tiêu Phàm cũng đã đoán được, bản thân nhất định là bị Phệ Long Trùng phát hiện. Hô hô, Tiêu Phàm căn bản không dám có chút do dự, lách mình liền hướng không trung phóng đi. Nếu là dọc theo mặt đất đào vong, nhất định sẽ bị những cái này Phệ Long Trùng gặm ngay cả cặn cũng không còn, chỉ có cái kia rộng lớn vô ngần thương khung, mới có một tia chạy trốn khả năng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm trong nháy mắt phi ra hơn 10 dặm, nhưng mà, đây mới là hắn tuyệt vọng bắt đầu. Chỉ thấy hư không bên trong, khắp nơi đều hiện ra kim loại sáng bóng Phệ Long Trùng, cái kia cao thấp không đều, giống như răng cưa một dạng răng, càng là lấp lóe lấy sắc bén chi quang. Không đợi Tiêu Phàm cảm ứng tới, đến trăm ngàn kế Phệ Long Trùng cực tốc lao đến, căn bản không chút do dự. Bí mật của bọn hắn bị người phát hiện, tự nhiên trước tiên phải hủy diệt đối phương. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê, hắn trước tiên nghĩ tới là trốn vào trấn thế đồng quan bên trong, có thể biện pháp này sau một khắc liền bị hắn bác bỏ. Giấu vào trấn thế đồng quan bên trong dĩ nhiên có thể trốn qua một kiếp, nhưng là những cái này Phệ Long Trùng nhất định sẽ thời khắc thủ hộ ở chỗ này, lần tiếp theo muốn trốn, liền càng thêm khó khăn. Mắt thấy đầy trời Phệ Long Trùng sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hắc hỏa hồ lô, ngọn lửa mênh mông mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa diễm đại dương bao la. Từ từ, một trận mùi chân hôi tràn ngập mà ra, rất nhiều Phệ Long Trùng tức thì bị hắc hỏa trong hồ lô hỏa diễm thiêu đến bạo vang lên không ngừng, liền tựa như ở giang đậu một dạng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười, trùng tộc sợ lửa, nhìn đến cái này là vĩnh hằng đạo lý không thay đổi. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có tâm tình thưởng thức cái này nguy nga cảnh sắc, không chút do dự hướng về không trung xuyên đi. Chương 3102, Ba Đại Long Tử. Tiêu Phàm cũng muốn dựa vào hắc hỏa trong hồ lô hỏa diễm diệt đi những cái này phệ long trùng, nhưng hắn cũng biết, khả năng này quá thấp. Không nói phệ long trùng sẽ không đứng ở đó không nhúc nhích nhường người đốt, nếu là kéo dài một chút thời gian, mặt khác phệ long trùng xúm lại, vậy hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, chỉ ít đại đế cảnh bên trong có rất ít người là địch thủ của hắn, rất nhanh liền đem số lớn phệ long trùng bỏ lại đằng sau. Hắn càng là lấy hắc hỏa trong hồ lô hỏa diễm mở đường, những cái kia ngăn cản hắn phệ long trùng toàn bộ bị ngọn lửa đốt gào thét không thôi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm tiến vào vô tận hư vô, những cái kia phệ long trùng cuối cùng không có đuổi theo. Ngang giống, chỉ có từng đạo tức giận giống lên một tiếng, ở chân trời quanh quẩn, thanh âm kia, vậy mà cùng long ngâm không hai, quả nhiên là hết sức kỳ lạ. Trốn ngược lại là trốn ra được, bất quá muốn diệt đi những cái này phệ long trùng, lại là quá khó khăn. Tiêu Phàm một trận thổn thức, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn lại cùng ma trùng tộc liên hệ. Chỉ là ma trùng tộc cái kia số lượng kinh khủng, nhìn Tiêu Phàm tê cả da đầu, điều này không khỏi làm nhớ tới ban đầu ở bách sát chiến trường đụng phải phệ thiên ma nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phệ thiên ma nghĩ số lượng cực kỳ khủng bố, hơn nữa lực phòng ngự cũng rất biến thái, ở cổ thần cảnh liền có thể nắm vững mệnh ngoại chi khí. Cái kia thiên phú có thể không thể so với một dạng ma trùng tộc yếu. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, phệ thiên ma nghĩ chắc cũng là thuộc về ma trùng tộc, khả năng nhân tộc lại xưng hô bọn chúng vì dị ma. Chẳng lẽ cái này ma trùng tộc cũng là dị ma? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ, liền chính hắn đều bị ý nghĩ này giật nảy mình. Chí ít dựa theo hắn hiện tại thu thập tin tức phỏng đoán, ma trùng tộc cùng dị ma phệ thiên ma nghĩ còn thực không có khác nhau mấy. Nếu như quả thực là muốn nói một cái khác nhau, kia liền là ma trùng tộc bị thái cổ thần giới thừa nhận, mà phệ thiên ma nghĩ lại không bị tán thành. Mặc kệ, dù sao về sau tận lực chớ đi chọc ma trùng tộc. Tiêu Phàm âm thầm làm một cái quyết định, cái trùng tộc này, quả thực hắn đáng sợ. Đây vẫn chỉ là một cái trong đó trùng tộc mà thôi, cũng không phải là trùng tộc mạnh nhất, liền đã để Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Nếu là gặp gỡ ma trùng tộc mạnh nhất, đây chẳng phải là chỉ có con đường trốn. Tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm gặp gỡ trùng tộc khác cũng không ít, chỉ có ma trùng tộc, nhưng hắn phát ra từ đáy lòng kiêng kỵ. Thở sâu, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, lại là Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người đồng thời xuất hiện, nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ ngưng trọng, hai người cũng biết chắc đã xảy ra chuyện không tốt. Tiêu Phàm đơn giản cùng hai người đem sự tình vừa rồi giảng thuật một lần, nghe được Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử sắc mặt đồng thời đại biến. Nói thật, ta vẫn luôn rất không hiểu. Vì sao thái cổ thần giới sẽ để cho ma trùng tộc tồn tại? Bạch Ma bất đắc dĩ lắc đầu, tựa như hắn đối ma trùng tộc cũng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Bởi vì ma trùng tộc căn bản liền không khả năng hoàn toàn hủy diệt, ta nghe tộc ta lão tổ nói qua, nếu là có thể, ai cũng không hy vọng ma trùng tộc tồn tại. Ngọc Kỳ Tử nói ra, ngữ khí cũng lộ ra một cỗ ngưng trọng. Dừng một chút, hắn lại nói, kỳ thật, đã từng thái cổ thần giới không phải là không có nghĩ tới xóa đi ma trùng tộc. Nhưng các người biết rõ kết quả như thế nào sao? Làm sao? Tiêu Phàm cùng Bạch Ma không chút nghĩ ngợi hỏi. Cuối cùng vô số chủng tộc diệt tộc, cho dù là long tộc, tiên linh tộc bậc này đại tộc cũng tổn thất nặng nề. Ngọc Kỳ Tử khổ sở nói, trận chiến kia mặc dù thắng, nhưng chỉ là thắng thảm, cuối cùng không thể không cùng ma trùng tộc thỏa hiệp. Rơi vào đường cùng, đành phải đem ma trùng tộc tù vây ở vài trăm cái địa vực phạm vi bên trong, nhưng dù cho như thế, ma trùng tộc chỉ có được 200-300 cái địa vực địa bàn, vẫn như cũ xếp hạng vạn tộc đệ tứ. Nghe đến đây, Tiêu Phàm đều không khỏi hít một hơi lạnh, nhân tộc chiếm cứ 3.000 vực, cũng vẻn vẹn xếp hạng thứ 10 mà thôi. Nhưng ma trùng tộc chiếm cứ 200-300 cái địa vực, lại ở trong vạn tộc xếp hạng đệ tứ. Nếu như không phải trùng tộc khác liên hợp ứng phó ma trùng tộc, cái kia ma trùng tộc chẳng phải là có thể trở thành thái cổ thần giới đệ nhất trùng tộc. Chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây, Tiêu Phàm trong lòng càng lo lắng. Luôn cảm giác có một cái ngập trời âm mưu đang nổi lên. Các ngươi đoán chừng còn không biết một việc a. Bạch Ma đột nhiên thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng, ngữ không kinh chết người không thôi nói, thượng cổ thời kỳ, thái cổ thần giới sở dĩ phá thành mảnh nhỏ, cũng chính là cái gọi là đại kiếp, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì ma trùng tộc. Cái gì? Tiêu Phàm cùng Ngọc Kỳ Tử lên tiếng kinh hô. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, nhưng ma trùng tộc tuyệt đối làm ra không thể xóa nhòa tác dụng. về sau các ngươi sẽ biết. Bạch Ma lại giải thích nói, về phần nguyên nhân cụ thể, Bạch Ma hết chỗ chê ý tứ, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thần sắc hắn ngưng trọng. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm mới nói, ta có một cái ý nghĩ, trước hết nghĩ biện pháp diệt đi Phệ Long trùng hang ổ lại nói, cái này ma trùng tộc, để cho ta cảm giác có chút nguy hiểm, diệt một chút là một chút. Ngươi muốn làm sao? Bạch Ma ngược lại là không chút do dự đáp ứng. Thời gian nửa tháng, Tiêu Phàm ba người xuất hiện ở khác một ngôi sao thế giới bên trong, đang bị tầm 10 đầu long tộc truy sát. Tiêu Phàm, những cái này long tộc thực lực quá yếu, coi như đem bọn hắn dẫn đi cái kia địa phương, bọn họ cũng không phải Phệ Long tộc đối thủ. Bạch Ma vừa trốn vừa nói ra, Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, long tộc thực lực cũng có mạnh có yếu, đuổi giết bọn hắn 10 cái này long tộc tu sĩ, đừng nói là Tiêu Phàm đối thủ, dù là Ngọc Kỳ Tử đều có thể tùy tiện nghiền sát bọn họ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát không chạy, cái này chạy cũng mệt mỏi, huống chi, viên tinh thần này thế giới, cũng không có những sinh linh khác tồn tại. Nhân tộc run rế, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Trong đó một cái long tộc tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ dừng lại, lập tức cười lạnh không thôi. Mấy cái khác long tộc tu sĩ thân hình lóe lên, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm ba người bọn hắn vây ở trung ương. Không chạy, Tiêu Phàm khoát tay, 10 điểm chăm chú nhìn đối diện cầm đầu long tộc tu sĩ nói, ta muốn hỏi một chút, các ngươi long tộc ai mạnh nhất? Làm sao, liền bằng ngươi còn muốn khiêu khích ta long tộc yêu nghiệt hay sao? Cầm đầu long tộc tu sĩ mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi xem, ta cũng không phải là của các ngươi đối thủ, chẳng lẽ liền không thể thỏa mãn một lần nguyện vọng của ta? Tiêu Phàm nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn. Cầm đầu long tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức cười ha hả, nói, ha ha, ngươi nói không sai, thỏa mãn một lần người chết nguyện vọng, cũng không có gì. Muốn nói ta long tộc yêu nghiệt ai mạnh nhất, cái kia long tộc tu sĩ nói đến đây, thần sắc bỗng nghiêm một chút, nói, vậy dĩ nhiên là không phải ba đại long tử không ai có thể hơn. Ba đại long tử, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hắn ngược lại là hứng thú. Không sai, thái cổ ma long tộc ma long tử, hỗn độn thần long tộc thần long tử, cùng quá hư ngọc long tử. Cầm đầu long tộc tu sĩ, vẻ mặt cao ngạo nói. Lão đại, ta long tộc cũng không chỉ ba đại long tử a, còn có long nữ. Đột nhiên, trong đó một cái long tộc tu sĩ 10 điểm không phục nói. Chương 3103, tìm long nữ. Long nữ, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy cái kia long tộc tu sĩ nói ra hai chữ này lúc, trong mắt đều là nồng nặc vẻ sùng bái, không có nửa điểm tàn niệm. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm tò mò, lại hỏi, long nữ so long tử còn lợi hại hơn sao? Tiêu Phàm hỏi như vậy, cũng chẳng qua là muốn từ bọn họ trong miệng moi ra càng nhiều tin tức hơn. Thêm một người, hắn cũng liền nhiều một mục tiêu, những cái này thông thường long tộc là không thể nào hủy rơi Phệ Long trùng, thế nhưng ba cái long tử cùng long nữ có thể thì chưa chắc. Hừ, cô lậu quả văn, ba đại long tử cùng long nữ, chính là ta long tộc tứ đại yêu nghiệt, thực lực không kém bao nhiêu. Cầm đầu long tộc tu sĩ khinh bỉ nói. A, Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, nói, vậy ngươi có biết, long nữ tại đây. Long nữ sớm đã xâm nhập cổ lộ, sợ là đã xâm nhập Long Chi Mộ. Cầm đầu long tộc tu sĩ sùng bái nói, chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, ánh mắt của hắn lại trở nên băng lạnh, ngươi một người chết mà thôi, biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì. Giết hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra lệnh một tiếng, mặt khác long tộc tu sĩ tất cả đều nhào tới, tiếng hét giận dữ vang vọng hư không, đinh tai nhức óc. Xem ở hôm nay các ngươi giảng giải cho ta phân thượng, tha các ngươi một mạng. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng. Đại thiên thế giới, ngay sau đó, Tiêu Phàm trong lòng ngâm khẽ một tiếng, một cỗ sóng năng lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm dập dờn mà ra, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người không khỏi dùng mình một cái. Những cái kia đánh tới long tộc tu sĩ bỗng thân hình ngưng một cái, con người trở nên hết sức trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thần thái. Chỉ chốc lát sau, 10 cái long tộc tu sĩ thân thể run rẩy kịch liệt, hóa thành hình người long đầu, quỳ sát ở trước mặt Tiêu Phàm, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Công kích linh hồn, Bạch Ma thở sâu quét Tiêu Phàm một cái, vì Tiêu Phàm cái kia thần xuất quỷ một công kích linh hồn cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng của hắn đang nghĩ, nếu như Tiêu Phàm cái này công kích linh hồn nhằm vào hắn, hắn lại có hay không có thể ngăn cản được. Mang ta đi tìm long nữ, Tiêu Phàm đạm mạc nhìn trước mắt 10 cái long tộc tu sĩ nói. Vừa mới thi triển cổ pháp đại thiên thế giới, Tiêu Phàm đã triệt để ma diệt những cái này long tộc ngạo khí, càng là để bọn họ hết sức tuyệt vọng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng bọn hắn lại tựa như đã trải qua ngàn vạn năm, loại kia tra tấn cùng thống khổ, quả thực không phải Long có thể thừa nhận. Giờ phút này, nhìn thấy Tiêu Phàm thả bọn họ tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, đối Tiêu Phàm cũng tràn đầy thật sâu e ngại. Là, công tử, 10 cái Long tộc tu sĩ đồng thời cung bái nói, căn bản không dám đùa bất luận cái gì tiểu tâm tư. Chỉ ít, ở không có tìm được càng lớn chỗ dựa trước đó, bọn họ là không dám làm ra cái gì ngỗ nghịch Tiêu Phàm sự tình. Tiêu Phàm lấy ra một chiếc thần chu, để cái này 10 đầu Long tộc khống chế, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm tiết kiệm được tâm tư. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn họ không biết Tiêu Phàm làm sao trong phút chốc liền đem những cái này Long tộc chỉnh ngoan ngoãn dễ bảo. Nhất là Ngọc Kỳ Tử, càng là đối Tiêu Phàm càng thêm kính sợ lên, loại thủ đoạn này, quả thực quá nghịch thiên. 10 đầu Long tộc lôi kéo thần chu, tốc độ không phải bình thường nhanh, chỉ ít so Tiêu Phàm điều khiển còn nhanh hơn mấy phần, cái này khiến Tiêu Phàm hết sức hài lòng. Cái kia Long Chi Mộ cự ly nơi này có bao xa? Tiêu Phàm đứng ở thần chu trên bong thuyền, ngắm nhìn trời sao vô ngần nói. Chúng tiểu nhân toàn lực người đi đường mà nói, 1 tháng hẳn là có thể đến. Cầm đầu Long tộc tu sĩ như thực nói ra. 1 tháng sao? Tiêu Phàm nhíu mày, cái này vừa đi vừa về, coi như chỉ ít đều muốn hơn 2 tháng. Mấu chốt là, bọn họ lần này tiến đến, cũng chưa chắc có thể tìm tới Long Nữ. Nếu như thất bại, đoán chừng lại muốn kéo một đoạn thời gian rất dài, đến lúc đó ai biết Phệ Long Trùng sẽ phát sinh chuyện gì. Dù sao, trước đó Phệ Long Trùng sở dĩ bình an vô sự, là bởi vì không có người phát hiện bọn họ. Nhưng hiện tại, Phệ Long Trùng âm mưu đã bị Tiêu Phàm phát hiện, có lẽ hắn môn cũng sẽ làm ra nhất định dự phòng biện pháp, đến lúc đó muốn hủy diệt bọn họ liền khá là phiền toái. Nhanh hơn chút nữa, Tiêu Phàm ra lệnh, mặc dù hắn không phải đặc biệt muốn quản nhàn sự, nhưng hắn đối ma trùng tộc có loại bản năng chán ghét, nhất là từ Bạch Ma trong miệng biết được thượng cổ đại kiếp có liên quan một ít chuyện về sau. Kỳ thật, Tiêu Phàm trong đầu cũng một mực trầm tư một vấn đề, kia liền là ma trùng tộc trí tuệ phổ biến không cao lắm, đừng nói trận pháp, chính là thông thường mưu kế cũng sẽ không. Nhưng trước đó hắn lại là chân thiết thấy được Phệ Long tộc bố trí trận pháp, hơn nữa còn thành lập truyền tống trận, đây căn bản cũng không phải là bình thường ma trùng tộc có thể làm được. Hay là nói, ở ma trùng tộc phía sau, còn có những cao nhân khác chỉ điểm. 10 cái Long tộc tu sĩ không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, bọn họ tốc độ cao nhất hướng về Long Chi Mộ vị trí chạy tới, nguyên bản cần tiêu phí thời gian 1 tháng, cuối cùng vẻn vẹn mất 20 ngày. Bất quá, khi bọn hắn đáp xuống Long Chi Mộ vị trí tinh thần thế giới lúc, 10 đầu Long tộc đã cơ hồ hư thoát. Tiêu Phàm để bọn hắn nghỉ ngơi mấy canh giờ, sau đó tiếp tục tìm kiếm Long Nữ tung tích, bất quá Tiêu Phàm hiển nhiên không quá yên tâm bọn họ, dù sao nơi này Long tộc tu sĩ cũng không ít. Nếu là cùng các cường đại Long tộc ở chung lâu, bọn họ đối Tiêu Phàm lòng kính sợ cũng sẽ chậm rãi biến mất. Nửa ngày xuống, Tiêu Phàm bọn họ rốt cuộc đến một cái liên quan tới Long Nữ tin tức, Long Nữ chuẩn bị sau 3 ngày ở một nơi trên đảo tổ chức thiên tài tiệc trà. Nghe được cái này tin tức, Tiêu Phàm không khỏi nhếch miệng, nhìn Ngọc Kỳ Tử một cái, Ngọc Kỳ Tử vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Lần trước Ngọc Kỳ Tử không phải liền là ở nhân tộc tổ chức một cái gì luận đạo trà hội, cuối cùng lại là một cái tranh đoạt nhân tộc khí vận âm mưu mà thôi. Mặc dù cuối cùng Ngọc Kỳ Tử bọn họ những cái này ngoại tộc tu sĩ thất bại, hơn nữa còn để Tiêu Phàm hung hăng làm nhục một trận, Ngọc Kỳ Tử cũng thần phục Tiêu Phàm. Nhưng Ngọc Kỳ Tử trong lòng nhiều ít vẫn là lại một đạo khảm, sợ Tiêu Phàm chuyện xưa nhắc lại. Cũng may Tiêu Phàm cũng không có ý tứ trách tội hắn, nếu như cũng đã để Ngọc Kỳ Tử thần phục, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không nắm lấy chuyện đã qua không thả. Các ngươi có biết hải đảo kia ở nơi nào? Tiêu Phàm nhìn chăm chú 10 cái Long tộc tu sĩ nói. Ta biết, hải đảo kia tên là Thái Hồng Đảo, ta mang ngài đi qua. Cầm đầu Long tộc tu sĩ vội vàng mở miệng nói, hắn sợ Tiêu Phàm dưới cơn nóng giận, lại đối bọn hắn một phen tra tấn. Lần này, Tiêu Phàm không để cho 10 cái này Long tộc tu sĩ kéo thuyền, cái này tinh thần thế giới Long tộc không ít, nếu để cho bọn họ nhìn thấy bản thân khiến Long tộc kéo thuyền, đoán chừng lại sẽ hấp dẫn rất nhiều phiền phức. Hiện tại, Tiêu Phàm chỉ muốn nhanh lên tìm tới Long Nữ, nói cho Phệ Long tộc sự tình, nghĩ đến lấy Long Nữ lực hiệu triệu, hẳn là so 3 đại Long tử còn mạnh hơn một chút, đây cũng là Tiêu Phàm vì sao tìm Long Nữ nguyên nhân. Đến lúc đó nếu là triệu tập đông đảo Long tộc, hủy diệt cái kia Phệ Long Trùng hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Mấy canh giờ về sau, mọi người tại một đầu bên bờ biển duyên ngừng lại là nhìn thấy một tòa hiện ra thất thải chi sắc hải đảo ở biển trong sương mù như ẩn như hiện, giống như hải thị Thận Lâu. Kia liền là Thái Hồng Đảo. cầm đầu Long tộc chỉ xa xa thất thải hải đảo nói. Chương 3104, Thải Hồng Đảo. Thải Hồng Đảo, Tiêu Phàm ngắm nhìn xa xa thất thải hải đảo, hơi hơi nhíu lông mày. Lấy nhãn lực của hắn, lờ mờ có thể thấy rõ ràng hải đảo phía trên tất cả, nơi đó đủ loại màu sắc hình dạng cung điện san sát, hải đảo phía trên nham thạch cũng phơi bày sắc thái rực rỡ nhan sắc. Ở quang mang chiếu xạ, để cả tòa hải đảo thoạt nhìn lộng lẫy xa hoa, hải đảo này xưng là Thải Hồng Đảo ngược lại cũng không đủ. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm lại cũng không dám tùy tiện tiến lên, theo bọn họ thu thập tin tức, này thiên tài tiệc trà, thế nhưng là vẻn vẹn cực hạn với Long Phượng tộc tu sĩ. Tiêu Phàm thân làm nhân tộc, tự nhiên là bị bài xuất bên ngoài, nếu là hắn trắng trợn leo lên Thải Hồng Đảo, không thể thiếu một chút phiền toái. Các ngươi có hay không tư cách tiến vào Thải Hồng Đảo? Tiêu Phàm nhìn bên cạnh 10 cái Long tộc tu sĩ một cái, cau mày hỏi. Theo bọn họ thu thập tin tức, Long nữ cử hành hợp cách thiên tài tiệc trà, có thể cũng không phải là mỗi người đều có tư cách có thể đi vào. Cho dù là Long tộc cũng là như thế, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm bọn họ những cái này không phải Long tộc. Hắn mang theo Bạch Ma bọn họ không cách nào đi vào, nhưng nếu là những cái này Long tộc có thể đi vào, chỉ đem lấy tự thân hắn ta mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao, Tiêu Phàm trên thân dù sao cũng là ẩn chứa Long tộc huyết mạch. Ta có, bọn họ không được, cầm đầu Long tộc tu sĩ hít sâu một cái nói. Tiểu Bạch, Ngọc Kỳ Tử, các ngươi mang theo bọn họ ở tinh thần thế giới bên ngoài chờ ta, ta cùng hắn đi vào một chuyến. Tiêu Phàm trực tiếp nói. Tốt, Bạch Ma cũng 10 điểm quyết đoán. Tiêu Phàm nói như vậy, hiển nhiên đã làm xong vạn phần chuẩn bị, coi như cái kia Long tộc tu sĩ lừa gạt hắn, muốn tìm người đối phó bọn hắn, Tiêu Phàm trong tay cũng còn có hắn 9 cái đồng bạn đây. Kể từ đó, cầm đầu Long tộc tu sĩ cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút. Người tên gì? Tiêu Phàm nhìn thấy Bạch Ma bọn họ rời đi, lúc này mới nhìn về phía cầm đầu Long tộc tu sĩ nói, thời gian dài như vậy, hắn còn không biết những người này danh tự. Ở Tiêu Phàm trong mắt, 10 cái này Long tộc liền khách qua đường cũng không tính là, tự nhiên cũng không tất yếu biết rõ thân phận của bọn hắn. Nếu như không phải hiện tại muốn đi vào Thải Hồng Đảo, Tiêu Phàm cũng lười hỏi tên của hắn. Đồ Hoàng, Long tộc tu sĩ chi tiết nói, không dám làm ra cái gì ngỗ nghịch Tiêu Phàm ý tứ, đại nhân, ta mang ngài bên trên Thải Hồng Đảo, ngài quay đầu phải chăng có thể bỏ qua cho. Không đợi hắn nói xong, liền bị Tiêu Phàm lạnh như băng cắt ngang, hiện tại liền chuẩn bị nói điều kiện với ta. Không dám, Đồ Hoàng vội vàng cúi thấp đầu, sợ chọc giận tên sát tinh này. Tốt nhất là không dám. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn rất khó chịu Đồ Hoàng thuận cán trèo lên trên, nhìn đến cái này hơn 20 ngày thời gian, đã để bọn họ quên ở đại thiên thế giới công kích đến thống khổ. Đồ Hoàng nhìn không được run lập cập, cũng không dám lại ở trước mặt Tiêu Phàm ra điều kiện, thân hình hóa thành một đầu mấy trượng lớn hàng dài phiêu phù ở trên biển. Tiêu Phàm cũng không khách khí, trực tiếp đạp ở Đồ Hoàng trên lưng, muốn đi vào Thải Hồng Đảo, cho dù là Long tộc đều không cho phi hành, chỉ có thể đi qua. Về phần Phượng tộc cùng Trùng tộc khác, nếu là bị mời, vậy cũng chỉ có thể ngồi thuyền đi qua, bằng không mà nói, chắc chắn trở thành Long nữ địch nhân. Ở Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, cho dù ba đại Long tử cũng không nguyện ý đắc tội Long nữ thực lực có lẽ không bằng bọn họ, nhưng lực hiệu triệu, lại là xa không phải bọn họ có thể so sánh. Bởi vậy, trong Long tộc không nguyện ý nhất cũng không phải là ba đại Long tử, mà là Long nữ. Đồ Hoàng tốc độ không phải rất mở, dòng dã qua nửa nén hương thời gian, ở gần sát Thải Hồng Đảo, Tiêu Phàm trên người đã kích động Long tộc huyết mạch đặc thù khí tức. Có thể có được Long tộc huyết mạch nhân tộc, cũng có thể nói là Long tộc họ hàng xa, có thể là Long tộc cùng nhân tộc đời sau, ở Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, cũng sẽ không rất được bài xích. Đây cũng là Hoang Vô Cương dám lựa chọn Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ nguyên nhân. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Đồ Hoàng hai người leo lên Thải Hồng Đảo, một cỗ mát mẽ mùi thơm tốc thẳng vào mặt, đắm say tâm thần người ta. Đại nhân, đây là Long nữ trồng trọt không u mộng lan hoa hoa hương, có được để thần tỉnh não tác dụng. Đồ Hoàng trong bóng tối cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Không u mộng lan, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, lại là phát hiện căn bản chưa nghe nói qua cái tên này, loại mùi thơm này, càng là chưa từng nghe thấy. Đại nhân chưa nghe nói qua cái tên này cũng rất bình thường, ta cũng là may mắn đã từng quan sát từ đằng xa qua một lần Long nữ cung, ngửi được qua loại hoa này hương. Đồ Hoàng lại giải thích một câu, Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng đối với Long nữ hết sức tò mò, một cái có thể làm cho Long tộc tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều chiều tư mộ tưởng người, đến cùng có khác biệt gì chỗ. Bất chi bất giác, hai người tới Thải Hồng Đảo thượng trung van xin một chỗ quảng trường phía trên, đảo này hiển nhiên tồn tại vô số tuế nguyệt, vẫn còn có cung điện san sát. Hiển nhiên, bởi vì cái này tinh thần thế giới có được Long Chi Mộ tồn tại, thường xuyên có Long tộc tu sĩ đến chỗ này tìm kiếm cơ duyên, Long Chi Mộ phụ cận hòn đảo tự nhiên cũng liền có khai phát tiềm lực. Chỗ này Thái Hồng Đảo, hiển nhiên bình thường cũng là có người kinh doanh. Hai vị nhưng có thiếp mời. Hai người vừa mới bước vào quảng trường, thì có một cái Long tộc tu sĩ tiến lên đón, ánh mắt của hắn ở Tiêu Phàm trên người dừng lại thêm mấy giây. Hiển nhiên, một cái nhân tộc đến, vẫn là để cái này Long tộc tu sĩ có chút ngoài ý muốn. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía đứng sóng vai Đồ Hoàng, đã thấy Đồ Hoàng xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu nói, không có. Một bên kia là không có thiệp mời khu vực, hai vị mời. Long tộc tu sĩ chỉ quảng trường một góc hẻo lánh nói, mặt ngoài khá lịch sự, nhưng đáy mắt chỗ sâu đều là nồng nặc vẻ khinh bỉ. Nói xong, hắn liền hướng về một phương hướng khác đi, căn bản không có phản ứng Tiêu Phàm bọn họ. Đại nhân, là ta chuẩn bị không chu toàn. Đồ Hoàng liền vội vàng giải thích nói, bọn họ đến tương đối vội vàng, căn bản không có cân nhắc thiệp mời vấn đề. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, đối với hắn mà nói, có không có thiệp mời đều là giống nhau, dù sao hắn mục đích chỉ là đem Phệ Long Trùng tồn tại nói cho những cái này Long tộc mà thôi. Hai người tới quảng trường cái kia trong góc vắng vẻ, Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía mênh mông tu sĩ, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, nhiều như vậy Long tộc, hẳn là cũng đầy đủ ứng phó những cái kia Phệ Long Trùng rồi a hát. Các ngươi biết không, ta nghe nói Ma Long Tử cũng sẽ đến, tham gia Long Nữ cử hành thiên tài tiệc trà. Người tin tức này cũng quá lạc hậu a, Ma Long Tử truy cầu Long Nữ sự tình đã sớm truyền khắp ta Long tộc, Long Nữ tổ chức tiệc trà, hắn tự nhiên muốn tới cổ động. Ta khuyên các ngươi nhìn về phía Long Nữ ánh mắt tốt nhất thành kính một điểm, nếu như bị Ma Long Tử thấy được các ngươi trong mắt tạp niệm, dù là chỉ có một tia, cũng tuyệt đối sống không bằng chết. Tiêu Phàm nghe nghị luận của chung quanh âm thanh, khóe miệng hơi hơi dương lên, biết có Long Tử muốn tới, trong lòng của hắn tự nhiên là kích động. Dù sao, một cái Long Nữ đi đối phó Phệ Long Trùng, cơ hội thắng lợi có thể không cao, nếu là lại tăng thêm một cái Long Tử, cái kia tỷ số thắng sẽ phải lớn hơn. Đại nhân, khoảng cách tiệc trà còn có thời gian một ngày, người xem. Lúc này, Đồ Hoàng cũng nghe được một chút tin tức, đi tới Tiêu Phàm bên người. Chương 3105, kẻ điếc, tên điên. Chờ lấy, Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra hai chữ, hơn một tháng thời gian cũng chờ đến đây, cũng không quan tâm cái này thời gian một ngày. Nhìn thấy người bên cạnh đều ngồi trên mặt đất, Tiêu Phàm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi trong đám người, thỉnh thoảng còn có ánh mắt khác thường quăng tới. Đối với những cái kia ánh mắt khiêu khích, Tiêu Phàm cũng không để ý tới, nơi này dù sao cũng là Long Nữ thiên tài tiệc trà, đoán chừng còn không có mấy người dám ở chỗ này động thủ. Ngồi xuống về sau, Tiêu Phàm linh hồn chi lực lặng yên không tiếng động tràn ngập mà ra, bốn phía thấp giọng nghị luận lời nói tất cả đều rõ ràng in vào trong tai của hắn, sàng chọn một chút tin tức hữu dụng. Các ngươi nói, Long Nữ đột nhiên tổ chức thiên tài tiệc trà là ý gì? Chẳng lẽ còn cố ý mời ngoại tộc tu sĩ tới tham gia sao? Đoán chừng dám đến ta Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ cũng không có mấy người a. Cái này ngươi không biết đâu, ta nghe người nói, Long Nữ sở dĩ tổ chức thiên tài tiệc trà, là muốn hợp lực vào mở ra Long Chi Mộ cửa vào, tiến vào Long Chi Mộ. Long Chi Mộ đã trên vạn năm chưa từng mở ra, cũng không biết bao lâu có thể mở ra, Long Nữ làm sao có nắm chắc Long Chi Mộ sẽ mở ra đây. Nếu như Long Chi Mộ thực sự sẽ mở ra, đoán chừng liền không chỉ Ma Long Tử đến đây, thậm chí Thần Long Tử cùng Ngọc Long Tử cũng sẽ tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến lúc đó, ba đại Long Tử cùng nhất đại Long Nữ lẫn nhau tranh phong, Long Chi Mộ bên trong Long tộc bí tàng cùng cơ duyên, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Long tộc bí tàng, nghe được mấy chữ này, Tiêu Phàm tâm thần khẽ nhúc nhích, âm thầm trầm ngâm nói, nhìn đến lần này không có tới sai, nếu là ba đại Long Tử cùng một cái Long Nữ đều không thể diệt đi Phệ Long Trùng, vậy cũng chớ trách ta, tin tức của ta truyền đạt đã xứng đáng Long tộc. Tiếp xuống Tiêu Phàm lại nghe một hồi, lại là một chút không có bao nhiêu dinh dưỡng đối thoại, Tiêu Phàm trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ thiên tài tiệc trà đến. Lúc này, Thái Hồng Đảo chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, cả người khoác bạch sắc váy lụa nữ tử đứng ở phía trước cửa sổ, một đôi mắt đẹp thu thủy nhìn quanh, lông mi thật dài giống như tinh linh một dạng linh động. Tóc dài màu đen bàn thành một cái búi tóc, tản ra một cỗ thanh thuần nhưng lại không mất hoạt bát khí tức, từng sợi tóc xanh trên không trung cuốn lên. Thon dài mà hai đùi trắng nõn bao phủ một tầng nhàn nhạt sa mỏng, lộ ra một loại nóng bỏng mà quyến rũ cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Ở trên mặt của nàng, che lại một tầng màu hồng khăn lụa, thấy không rõ chân chính khuôn mặt, nhưng là khó nén nàng dung nhan tuyệt thế kia. Nếu để cho Long tộc tu sĩ nhìn thấy, khẳng định có thể liếc mắt nhận ra, người này không phải người khác, chính là Long Nữ. Tiểu thư, còn có nửa ngày, Ma Long Tử đã tới, muốn gặp tiểu thư. Lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Thiên tài tiệc trà còn chưa bắt đầu, nhưng hắn chờ lấy. Long Nữ cũng không quay đầu lại nói ra, thanh âm băng lãnh như xương, nhưng lại giống như tiếng trời. Đúng, cái kia hạ nhân lĩnh mệnh đi, tựa như đã sớm đoán được kết quả như vậy. Long Nữ cự tuyệt Ma Long Tử chuyện như vậy, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Long Nữ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên ngoài xanh thẳm thiên khung, hai mắt chậm rãi thất thần, tựa như lâm vào lâu đời hồi ức. Thời gian chậm rãi sói mòn, theo thiên tài trà càng ngày sẽ càng gần, Thái Hồng Đảo bên trên đã kín người hết chỗ, không chỉ Long tộc nghe tin chạy đến, còn có không ít Phượng tộc, thậm chí những chủng tộc khác tu sĩ. Tiêu Phàm lờ mờ có thể cảm nhận được, những chủng tộc khác tu sĩ, thể nội vậy mà cũng tản ra Long tộc đặc thù huyết mạch khí tức. Khó trách những người này cũng đều dám leo lên Thái Hồng Đảo, hiển nhiên cũng đều là giống như hắn, ỷ vào Long tộc huyết mạch. Đại nhân, cái kia ăn mặc chiến bào màu vàng óng, chính là Thiên Thực Kim Long nhất tộc Kim Thánh Vân. Một bên cái kia người khoác hắc sắc chiến giáp thì còn lại là Phệ Hồn Cuồng Long nhất tộc Phệ Linh, người này thực lực mạnh mẽ, tâm ngoan thủ lạt. Đồ Hoàng không ngừng cho Tiêu Phàm những cái kia cường thế hơn Long tộc thiên tài, Tiêu Phàm cũng nhất nhất ghi ở trong lòng, vạn nhất về sau có gì hữu dụng đâu. Cái kia ăn mặc huyết sắc long bào, đỉnh đầu mọc ra hai cái huyết sắc long giác, toàn thân giống như bị mở nóng qua, là ai, người này có vẻ như tương đối phách lối. Tiêu Phàm nhìn xem quảng trường phía trên một cái ngực phẳng lộ nhũ Long tộc tu sĩ nói. Đó là luyện ngục huyết long nhất tộc Huyết Khuyết, người này thực lực sâu không lường được, còn ở cái kia Phệ Linh cùng Kim Thánh Vân phía trên, tận lực không nên đắc tội hắn. Đồ Hoàng thận trọng nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhịn không được nhìn nhiều cái kia bị bỏng nước sôi qua, toàn thân đỏ bừng Huyết Khuyết một cái. Dạng người này hắn cũng đã gặp không ít, tận lực không nên đắc tội hắn, muốn bằng không thì tuyệt đối là không chết không thôi loại kia. Tránh ra, đột nhiên, một tiếng kinh hãi uống hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, đám người quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy cái Long tộc tu sĩ trực tiếp đạp không mà tới. Ở đây tu sĩ cũng là mãnh liệt giật mình, phải biết, nơi này chính là không cho phép phi hành a, dù là những cái kia đỉnh cấp Long tộc thiên tài, đều tuân thủ quy củ. Những người này làm sao sẽ lớn mật như thế, chẳng lẽ không sợ đắc tội Long Nữ sao? Tiêu Phàm trong mắt cũng hiện lên một vòng hiếu kỳ, cái gì vậy mà lớn lối như vậy, dám đến Long Nữ trường hợp quấy rối. Ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nữ tử nhìn qua cùng nhân tộc không có cái gì hai dạng, chỉ là trên người nàng tán phát khí tức chứng minh nàng không phải nhân tộc mà thôi. Nữ tử mái tóc dài màu đỏ ngòm, quanh thân lượn lờ sương mù màu máu, nàng trường bào màu đỏ ngòm bên trên thêu lên từng con đẫm máu phượng hoàng, sinh động như thật. Hắn da như mỡ đông, trắng nõn kiều nộn, tựa như có thể gạt ra nước đến, một đôi mắt to linh động con ngươi, càng là giống như bảo thạch đồng dạng, lấp lóe lấy ánh sáng khác thường. Mặt trái xoan, miệng anh đào, mũi ngọc tinh xảo, không ngừng lộ ra một cỗ nóng bỏng khí chất, nếu như quả thực là muốn dùng một cái từ hình dung nàng, kia liền là hàng thật giá thật tiểu lạt muội. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Huyết Hoàng Nữ. Đám người có người liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, lập tức bạch kích động một trận. Nếu là những người khác dám không chút kiêng kỵ bay lên Thái Hồng Đảo, nhất định sẽ gặp không ít phiền phức, thậm chí bị Long Nữ người đá ra Thái Hồng Đảo. Nhưng là trước mắt cái này Huyết Hoàng Nữ, hiển nhiên là không thể nào, người ở chỗ này đều biết, Long Nữ cùng Huyết Hoàng Nữ hai người, thế nhưng là 10 điểm muốn bạn thân. Cái này Huyết Hoàng Nữ là lai lịch thế nào? Tiêu Phàm nhìn về phía bên cạnh Đồ Hoàng truyền âm hỏi. Hắn chỉ nghe nói qua Long tộc ba đại Long tử cùng Long Nữ, có thể chưa nghe nói qua cái gì Huyết Hoàng Nữ. Nhưng hắn từ ánh mắt của mọi người bên trong có thể nhìn ra, trước mắt cái này Huyết Hoàng Nữ, vô luận danh khí hay là thực lực, hẳn là đều không ở cái kia Long Nữ phía dưới. Long tộc có ba đại Long tử, nhất đại Long Nữ, đồng dạng, Phượng Hoàng tộc, cũng có hai đại Phượng tử, ba đại Hoàng Nữ. Đồ Hoàng thở sâu, nói ra mấy đại Long tử, mấy đại Phượng tử thời khắc, trong con ngươi của hắn tràn đầy nồng nặc vẻ sùng bái. Một đám kẻ điếc, tên điên, tất yếu như vậy sùng bái sao? Tiêu Phàm nhìn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, kẻ điếc, tên điên. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Đồ Hoàng khóe miệng có chút co lại, đó là Long tử, Phượng tử tốt a, làm sao đến người bên miệng biến thành kẻ điếc cùng người điên đây. Chương 3106, Thiên tài tiệc trà. Đồ Hoàng vội vàng cho Tiêu Phàm mấy cái ánh mắt, nhưng hắn nhỏ giọng một chút, nơi này đại bộ phận cũng là Long tộc tu sĩ, nếu như bị những người khác nghe được, nhưng là sẽ xui xẻo. Tiêu Phàm thanh âm lúc đầu không tính lớn, nhưng người ở chỗ này người đến là ai, yếu nhất cũng là đại đế cảnh A, lại làm sao có thể nghe không được câu hỏi đấy của hắn. Làm hắn câu nói kia cửa ra trong nháy mắt, Tiêu Phàm cũng cảm giác có vô số chuôi lợi kiếm đỉnh lấy cổ họng của mình, hận không thể đem hắn phanh thây xé xác. Bất quá Tiêu Phàm lại giống như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng, ngược lại là bên cạnh Đồ Hoàng, lại là thân thể khẽ run. Nếu như những người này đồng loạt tìm Tiêu Phàm phiền phức, đến lúc đó hắn cũng phải xui xẻo theo. Yên tâm, không có việc gì, bọn họ nếu là dám động thủ, đã sớm động thủ. Tiêu Phàm truyền âm an ủi Đồ Hoàng một câu. Câu nói mới vừa rồi kia hắn cũng là không quan tâm chi ngôn, bất quá bây giờ hồi tưởng một chút, hắn càng nghĩ càng thấy thật tốt cười. Long Phượng tộc thiên kiêu, cái gì danh đầu đều có thể, vì sao hết lần này tới lần khác muốn an một cái kẻ điếc cùng tên điên đây? Ngược lại là Long Nữ cùng Hoàng Nữ, lại là dễ nghe gấp vạn lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự tình vừa rồi đối với Tiêu Phàm mà nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa, lúc này, Huyết Hoàng Nữ chạy tới quảng trường phía trước nhất hai cái chủ tọa một trong ngồi xuống. Cái này Huyết Hoàng Nữ ngược lại là không khách khí, có trước mặt giáo huấn, Tiêu Phàm chỉ có thể ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Đồ Hoàng hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, lại sinh ra sợ Tiêu Phàm chọc giận bên người những cái này Long tộc tu sĩ, vội vàng truyền âm giải thích nói, Huyết Hoàng Nữ cùng Long Nữ quan hệ rất tốt, hơn nữa lần này thiên tài tiệc trà, chính là Long Nữ mời, cái chỗ ngồi kia để Huyết Hoàng Nữ ngồi, không có cái gì không đúng. Các ngươi Long tộc kia là cái gì Ma Long Tử không phải cũng phải tới sao? Tiêu Phàm hỏi, Ma Long Tử cũng là Long Nữ người theo đuổi một trong, hắn chắc chắn sẽ không cùng Long Nữ đối nghịch. Đồ Hoàng lại giải thích nói, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cân nhắc, qua Đồ Hoàng giải thích như vậy, Tiêu Phàm lúc này mới cảm thấy Huyết Hoàng Nữ ngồi ở kia là đương nhiên. Theo Huyết Hoàng Nữ rơi xuống, ngoại giới lại có không ít người hướng về quảng trường đi tới, có thể đạp vào quảng trường ngồi xuống, đều xem như người có mặt mũi. Ở Long Phượng trong tộc cũng coi là đỉnh cấp thiên tài. Mà lại càng không cần phải nói phía trước nhất hai hàng chỗ ngồi, nơi đó chỉ có chân chính thiên kiêu, mới có tư cách ngồi xuống. Đồ Hoàng, từ giờ trở đi, người cách ta xa một chút. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Đồ Hoàng nói, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, Đồ Hoàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn đã sớm nghĩ cách Tiêu Phàm xa một chút, nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Đồ Hoàng chỗ nào còn sẽ do dự, hướng thẳng đến đám người phía sau đi đến. Tiêu Phàm lời nói, đã coi như là cho hắn báo hiệu, hắn cũng không muốn cùng lấy Tiêu Phàm cùng một chỗ xúi quẩy. Gia hỏa này lại tới đây, rõ ràng chính là muốn tìm Long tộc phiền toái, điểm này Đồ Hoàng trong lòng không cho phép hoài nghi. Nhìn thấy Đồ Hoàng rời đi, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía trước, khóe miệng hiện ra một vòng tà tà nụ cười. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, trên quảng trường chỗ ngồi đã cơ bản ngồi đầy, mà lúc này, chạy tới Thái Hồng Đảo người cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Hiển nhiên, thiên tài tiệc trà liền muốn bắt đầu. Ha ha, bản đế đến. Cũng đúng lúc này, hư không một tiếng liều lĩnh tiếng cười to vang lên, nghe được thanh âm này, rất nhiều người chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Quảng trường phía trên đang ngồi không ít tu sĩ đều lộ ra khó coi, lại càng không cần phải nói bên ngoài đứng tu sĩ, rất nhiều người nghe được tiếng này cười như điên, liền trực tiếp té xỉu. Thật là mạnh công kích linh hồn, Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói. Chỉ một thoáng, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở quảng trường phía trên, lại là một cái nam tử vóc người khôi ngô, nam tử cũng không phải là thân người long đầu, mà là cùng nhân tộc tướng mạo giống như đúc. Chỉ bất quá trên mặt của hắn lại là răng đầy một chút hắc sắc đường vân, một bộ hắc sắc long bào càng là nổi bật ra một loại khí tức bá đạo. Hắn hai con người hãm sâu, đen nhánh con mắt còn như biển lớn sâu không lường được, mặt như đao tước, kiên nghị mà lăng lệ, từ tác phong của hắn đến xem, cái này rõ ràng là một cái làm việc quyết đoán lăng lệ, nhưng lại tàn nhẫn trương dương người. Vừa rồi hắn vừa ra trận liền đúng người ở chỗ này thi triển công kích linh hồn, liền đã rất tốt chứng minh điểm này. Ma Long Tử, Tiêu Phàm có thể rõ ràng nghe được bốn phía hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Nếu như nói, làm nói về Long Nữ thời điểm, trên mặt của mọi người chỉ có sùng bái và vẻ ngưỡng mộ, mà khi bọn họ nhìn thấy Ma Long giờ tí, lại là phát ra từ nội tâm e ngại cùng sợ hãi. Ma Long Tử nhàn nhạt quét toàn trường một cái, tựa như rất hài lòng ở đây tu sĩ thần sắc, lúc này mới ở Huyết Hoàng Nữ bên cạnh chủ tọa dưới tay vị trí thứ nhất ngồi xuống. Huyết Hoàng muội muội, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu. Ma Long Tử nhìn cách đó không xa Huyết Hoàng Nữ cười lớn. Người vẫn là trước sau như một làm người ta ghét. Huyết Hoàng Nữ cười híp mắt nhìn xem Ma Long Tử nói, một chút cũng không có cho Ma Long Tử mặt mũi ý tứ. Ma Long Tử lại là không những không giận mà còn cười, nói có thể làm cho Huyết Hoàng muội muội nhớ kỹ trong lòng, cái này là đủ rồi. Lời này vừa nói ra, đám người trên người không khỏi hiện nổi da gà lên, này Ma Long Tử bình thường ngang ngược càn rỡ thì cũng thôi đi, lại còn trước mặt nhiều người như vậy như thế không biết xấu hổ. Người nhà dù sao cũng là Long tộc thiên kiêu a, có thể hay không có chút tiết tháo a. Tiêu Phàm cũng bị này Ma Long Tử lời nói hấp dẫn đạo, không khỏi thầm nói, nhìn đến cái này Ma Long Tử cũng không phải là nhìn bề ngoài đến hữu dũng vô mưu a, mà là bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người a. Nếu như Ma Long Tử thực sự là loại kia tùy tiện tàn nhẫn người, đoán chừng trực tiếp liền động thủ, nhưng không biết để ý tới ngươi là nữ tử vẫn là nam tử. Đương nhiên, cũng có thể là Ma Long Tử không muốn chọc Long Nữ sinh khí, cho nên không hiếu động giận. Vũ muội muội, tỷ tỷ đã tới lâu như vậy rồi, người nhẫn tâm để cho ta đợi lâu sao? Huyết Hoàng Nữ không tiếp tục để ý Ma Long Tử, mà là hướng về đại điện nơi xa khẽ cười nói. Thanh âm không lớn, lại quanh quẩn ở đây mỗi người bên tai. Tự nhiên không dám nhường Huyết tỷ tỷ đợi lâu. Lúc này, một đạo âm thanh tự nhiên từ đằng xa truyền đến. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về chân trời nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo bóng trắng bay lượn mà tới, giống như một chỉ nhẹ nhàng yến tử. Một đôi chân ngọc lăng không đạp nhẹ, động tác linh động phiêu giật, giống như cửu huyền thiên nữ hạ phàm, không nhiễm mảy may khói lửa, xuất trần mà siêu phàm. Thật đẹp, ở đây tu sĩ không khỏi cảm thán nói. Đừng nói những cái kia nam tính tu sĩ, chính là nữ tính tu sĩ, cũng là ngưỡng mộ hết sức. Đây chính là Long Nữ. Tiêu Phàm gặp qua mỹ nữ vô số, nhưng là bị Long Nữ ra sân cho kinh diễm một lần. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, Long Nữ đã đứng ở Huyết Hoàng Nữ chỗ ngồi bên cạnh trước mặt, một đôi biết nói chuyện con người mỉm cười đảo qua toàn trường. Không ít tu sĩ bị Long Nữ cái nhìn này nhìn toàn thân như nhũn ra, có càng là máu mũi cuồng phún, nhưng bọn hắn nhìn thấy Ma Long Tử thời khắc, vội vàng tìm kiếm nghĩ cách che giấu bản thân trò hề. Long Nữ vung lên tay áo dài, còn như âm thanh tự nhiên vang lên, hoan nghênh mọi người tham gia bản cung thiên tài tiệc trà. Hiện tại, bản cung tuyên bố, tiệc trà chính thức bắt đầu. Chương 3107, Long Nữ mục đích. Theo Long Nữ nói xong, ở đây tu sĩ thần sắc nghiêm một chút, tràng diện cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Long Nữ, không biết cái này trà hội có cái gì trợ hứng, không phải chỉ là để uống trà a. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người không chịu nổi yên tĩnh, nhịn không được mở miệng nói. Mở miệng nói chuyện lại là Tiêu Phàm trước đó chú ý cái kia toàn thân thật giống như bị bỏng nước sôi qua một dạng Long tộc tu sĩ, kỳ danh là Huyết Khuyết, chỉ bằng hắn dám dẫn đầu chất vấn Long Nữ, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực bất phàm. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám như thế nhẹ nhàng thoải mái cùng Long Nữ nói chuyện. Hơn nữa, hắn vẫn ngồi ở Huyết Hoàng Nữ dưới tay, vừa lúc cùng Ma Long Tử mặt đối mặt, đây cũng là thực lực hắn một cái khác chứng minh. Huyết Khuyết, Long Nữ còn chưa nói xong, khi nào đến phiên ngươi mở miệng. Đối diện Ma Long mục nhỏ quang bất thiện hướng về Huyết Khuyết, trên người sát ý không thêm mảy may che giấu. Ma Long Tử, đây không phải ngươi tiệc trả a. Huyết Khuyết không mặn không lạt trả lời một câu. Lời này vừa nói ra, toàn trường tu sĩ hơi hơi kinh ngạc nhìn Huyết Khuyết, gia hỏa này chán sống rồi hay sao, lại dám cùng Ma Long Tử tranh phong tương đối. Bất quá cũng có số ít người cho rằng đương nhiên, nếu như nói trong Long tộc còn có ai dám cùng ba đại Long Tử nói như vậy, cái kia Huyết Khuyết tuyệt đối xem như trong đó một cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí rất nhiều Long tộc tu sĩ biết rõ, luyện ngục huyết Long cùng thái cổ Ma Long mặc dù cùng là đỉnh cấp Long tộc, nhưng giữa hai tộc thế nhưng là có huyết hải thâm cừu. Những năm này, giữa hai tộc cũng không ít giao phong, giữa hai tộc chiến đấu càng là chưa bao giờ đình chỉ. Thân làm thái cổ Ma Long nhất tộc Ma Long Tử trở thành bốn đại Long Tử Long Nữ bên trong một cái, Huyết Khuyết tự nhiên là không phục. Cho dù là chính diện giao phong, Huyết Khuyết thực lực cũng cùng Ma Long Tử không kém nhiều, tự nhiên không cần thiết e ngại. Ngươi muốn chết sao? Ma Long Tử giận tím mặt, Huyết Khuyết dám 1 đến 2, 2 đến 3 khiêu khích hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh. Nói xong, Ma Long Tử bỗng nhiên đứng dậy, sát khí nặng nề chuẩn bị nhào tới. Ma Long Tử, đây là bản cung tiệc trà. Lúc này, Long Nữ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần băng lãnh. Xem ở tiểu vũ phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Ma Long Tử lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào, lần nữa ngồi xuống. Long nữ từ đầu đến cuối con người băng lãnh thời khắc, đạm mạc nói, Ma Long Tử, bản cung cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan, ngươi có thể gọi bản cung Long nữ, cũng có thể gọi thẳng ta bản danh. Ma Long Tử chỉ là hậm hực cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, âm thầm trầm ngâm nói, cái này Ma Long Tử ra mặt ngược lại là rất dày a, bất quá cái này Long nữ giống như vạn năm băng sơn, muốn hòa tan hắn, sợ không phải bình thường khó khăn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa hướng về Long nữ nhìn tới, chỉ thấy Long nữ lăng không mà đứng, một đôi mắt đẹp nhàn nhạt đảo qua toàn trường, mi tâm viên kia đá quý màu tím, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, đem nàng sấn thác càng thêm tôn quý ung hoa. Tất nhiên Huyết Khuyết hỏi, vậy bản cung thuận tiện nói một chút lần này thiên tài tiệc trà mục đích. Long nữ cặp môi thơm khẽ mở, miệng phun hương lan. Đám người nghe vậy, thần sắc bỗng nghiêm một chút, bọn họ tự nhiên biết rõ, Long nữ chủ trì thiên tài tiệc trà, khẳng định không phải uống trà đơn giản như vậy. Long nữ dừng một chút, tiếp tục nói, Long Chi Mộ tồn tại vô số tuế nguyệt, trên vạn năm mới có thể mở một lần, về khoảng cách lần mở ra, đã qua 1 vạn năm, nhưng Long Chi Mộ lại không có mở ra dấu hiệu. Đám người vểnh tai tử tế nghe lấy, đại bộ phận Long tộc đối cái gọi là Long Chi Mộ tràn đầy tha thiết, hận không thể lập tức tiến vào bên trong. Long Chi Mộ bên trong, thế nhưng là có không ít cơ duyên, phàm là có thể đi vào Long tộc tu sĩ, đều có thể có thu hoạch. Chỉ bất quá, Long Chi Mộ bây giờ đóng chặt, muốn đi vào cơ hồ là không thể nào, có thể Long nữ hiện tại nâng lên, có lẽ có biện pháp đi vào cũng không nhất định, đám người tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Nếu là tiếp qua 100 năm, chúng ta đều sẽ mất đi tiến vào Long Chi Mộ tư cách. Long nữ thanh âm tiếp tục vang lên, đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Chỉ có Tiêu Phàm cùng những cái kia ngoại tộc tu sĩ lại là nghi hoặc không hiểu, Long Chi Mộ một mực Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, chỉ cần mở ra đi vào là được a, làm sao sẽ không tư cách đây. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được lời kế tiếp lúc, đám người giờ mới hiểu được nguyên nhân. Phàm là vượt qua 100 tuổi Long tộc, đều sẽ bị Long Chi Mộ bài xích ra ngoài, bất quá bản cung không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Long nữ tiếp tục mở miệng, trong giọng nói lộ ra một loại kiên quyết. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao, chẳng lẽ Long nữ có biện pháp tiến vào Long Chi Mộ. Đám người càng thêm nghi ngờ là, tất nhiên người có năng lực đi vào, vì sao không len lén tiến vào, mà muốn đem ra công khai đây. Trước lúc trước ngày, bản cung từng ở Long Chi Mộ vẻ ngoài nhìn, Long Chi kết giới đã 10 điểm yếu ớt, hắn nếu là chậm rãi tán đi, chí ít cần gần 100 năm. Theo Long nữ thanh âm vang lên, trong nháy mắt lần nữa bình tĩnh lại, nhưng mà, nếu là chúng ta tụ tập 20 người, đồng tâm hiệp lực xuất thủ, liền có thể phá ra kết giới, tiến vào Long Chi Mộ. Nói đến đây, Long nữ ngừng lại, mà đám người phía dưới, lại là triệt để sôi trào lên. Tụ tập 20 người lực lượng, liền có thể tiến vào Long Chi Mộ. Thật hay giả, nếu thật là dạng này, cái kia tất cả chúng ta cùng tiến lên, chẳng phải có thể phá mở sao. Chính là a, phương pháp này nếu như đi thông mà nói, cái kia Long nữ là khẳng định sẽ không nói ra, Long nữ khẳng định còn có những biện pháp khác. Bất kể là biện pháp gì, Long nữ chỉ cần 20 người, lại làm sao cũng không tới phiên chúng ta. Một số người lộ ra vẻ hoài nghi, nhưng càng nhiều người thì là thở dài không thôi, bọn họ đã hiểu tiệc trà tồn mới giá trị, nguyên lai là muốn tuyển chọn 20 người mạnh nhất. Cũng chỉ có Long tộc đứng đầu nhất người, mới có tư cách bị Long nữ mời. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, trong lòng cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, cái này Long nữ mời đại bộ phận cũng là Long tộc, nhưng cũng không ít người đúng không Long tộc a, cũng tỉ như cái kia Huyết Hoàng nữ. Huyết Hoàng nữ có thể ngồi ở chỗ đó, giải thích nàng cũng là có thể tiến vào Long Chi Mộ, tất nhiên nàng một cái Phượng Hoàng tộc đều có thể đi vào, cái kia chính mình cái này nhân tộc phải chăng có thể đi vào đây. Trừ bỏ bản cung cùng Huyết Hoàng nữ, nơi này còn có 18 chỗ ngồi, ai cảm thấy mình có tư cách tiến vào Long Chi Mộ, mình có thể đi lên thử một lần. Long nữ nói xong một câu, liền nhẹ nhàng ngồi tại vị trí trước. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt hướng về Long nữ phía dưới 2 hàng chỗ ngồi, bên trên đã ngồi 10 người, nhưng còn có 8 cái chỗ ngồi là không. Chốc lát tĩnh mịch về sau, đột nhiên phía dưới quảng trường phía trên bắn ra mấy chục đạo thân ảnh, nhao nhao hướng về còn dư lại 8 cái chỗ ngồi bay đi. Lúc này nếu là có thể đoạt đến một cái chỗ ngồi, vậy mình cũng có tư cách tiến vào Long Chi Mộ, chuyện tốt như vậy, đám người làm sao có thể bỏ lỡ đây. Hừ, nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết đồng thời lạnh rên một tiếng, khí thế bàng bạc bay thẳng phía dưới Long tộc tu sĩ đi. Chương 3108, nếu không, ta tới thử xem. Theo Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết khí thế nở rộ, những cái kia phóng tới còn lại 8 cái chỗ ngồi Long tộc tu sĩ tất cả đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Có ít người càng là ngăn cản không nổi cỗ khí thế kia, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Những người khác cũng là vội vàng ngừng thân hình, trong lúc nhất thời không dám lên phía trước, kiêng kỵ nhìn xem Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể ngồi lên tới sao? Ma Long Tử giọng nói vô cùng vì bá đạo, nếu như không phải xem ở Long Nữ phân thượng, hắn cũng không chỉ là uy hiếp, đoán chừng đã sớm đại khai sát giới. Lúc đầu ngồi ở Long Nữ dưới tay trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu, chỉ là vì để Long Nữ khai tâm, hắn cũng nhẫn, thế nhưng không phải là ai đều có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Huyết Khuyết cũng là ý tưởng giống nhau, giờ khắc này hai người lại là khó được đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Những người khác nghe được Ma Long Tử lời nói, nơi nào còn dám tùy tiện ngồi lên, Long Chi Mộ hiện tại còn chưa chắc có thể đi vào đây, nếu như bây giờ cứ như vậy đắc tội Ma Long Tử, đây tuyệt đối là không có lợi lắm mua bán. Bất quá, cũng có mấy người chỉ là trần chờ hai cái thời gian hô hấp, liền lần nữa hướng về quảng trường phía trên phương đi đến, mặc cho Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người uy áp chấn nhiếp, bọn họ cũng sẽ không có chút trần chờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, liền có 5 người ngồi xuống, Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, cũng không nói thêm gì. Tựa như mới vừa khí tức chấn nhiếp, chính là đối bọn hắn khảo nghiệm đồng dạng, nếu như cũng đã thông qua được khảo nghiệm, đó cũng coi là thừa nhận địa vị của bọn hắn. 5 người kia cũng là thở dài một hơi, có một hai cái phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, bọn họ cũng là bốc lên nguy hiểm nhất định mới đi lên. Long Nữ nhìn thấy Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết cố ý khó xử những người khác, cũng không có để ở trong lòng. Nàng muốn chính là Long tộc đứng đầu nhất thiên tài, nếu như ngay cả Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết áp lực đều chịu không được, cái kia coi như có thể ngồi lên đến, cũng không giúp được nàng bận bịu. Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết nhìn thấy Long Nữ đều không nói gì, cũng là càng ngày càng trương cuồng, hai người lạnh lùng quét mắt phía dưới quảng trường, lộ ra vẻ khinh bỉ. Liền lên đến dũng khí đều không có, cũng dám cùng Long Nữ đồng hành. Huyết Khuyết lộ ra một ngụm máu sắc răng nanh, thanh âm cực kỳ tùy tiện. Ma Long Tử rất khó chịu chừng Huyết Khuyết một cái, thần sắc cực kỳ tức giận, lời này hẳn là hắn mà nói mới đúng, dạng này có lẽ có thể thu hoạch được Long Nữ hảo cảm. Nhưng hắn không nghĩ tới, Huyết Khuyết vậy mà cũng đang nịnh nọt Long Nữ, cái này khiến Ma Long Tử tức giận không thôi, khí thế trên người lần nữa tăng cường. Phía dưới rất nhiều Long tộc cúi đầu, không dám nhìn thẳng Huyết Khuyết, cũng có người lấy dũng khí, chuẩn bị leo lên quảng trường. Nhưng lúc này, Ma Long Tử khí thế đột nhiên tăng cường, lại trong nháy mắt đã ngừng lại cước bộ của bọn hắn, ai cũng không dám càng lôi đình một bước. Sau một khắc, Huyết Khuyết nhìn thấy Ma Long Tử khí thế rõ ràng so với chính mình phải cường đại hơn rất nhiều, trong lòng 10 điểm không cam lòng, khí thế trên người cũng lần nữa bạo tăng. Một lần này, những người khác càng thêm không dám lên trận. Xa xa nhìn tới, Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người khí thế giao phong, đã ở trên quảng trường cuốn lên một trận cuồng bạo phong nhận, liền hư không đều không chịu nổi, kém chút sụp đổ ra. Đây là hai người sợ thương tới những người khác duyên cớ, cho nên cố ý đem công kích áp chế ở trong phạm vi nhất định mà thôi. Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người lẫn nhau không phục, hai người nở rộ khí thế cũng càng ngày càng cường đại, đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, hư không không ngừng run rẩy. Giờ phút này, nơi nào còn có người dám đi lên. Một khi đi lên, đoán chừng cũng sẽ bị hai người cái kia cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt rào sát, cho dù bất tử, đoán chừng cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Long Nữ nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Vũ muội muội, người không ngăn cản một chút sao? Huyết Hoàng Nữ khanh khách một tiếng, trong bóng tối cho Long Nữ truyền âm nói, thật tốt tiệc trà, nếu là bị bọn họ làm hỏng, vậy liền đáng tiếc. Long Nữ thần sắc không hề bận tâm, ngay từ đầu cũng không có mở miệng ngăn cản bọn họ ý tứ, có thể nghe được lời nói của Huyết Hoàng Nữ về sau, nàng suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý như vậy. Nhưng mà, cũng liền ở nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, Ma Long Tử thanh âm lạnh như băng vang lên, một đám thứ hèn nhát, có bản lĩnh đi lên a. Nói ra lời này thời khắc, Ma Long Tử ánh mắt lại là rơi vào Huyết Khuyết trên người, trong miệng hắn thứ hèn nhát mắng lại là Huyết Khuyết. Một đám phế vật, liền khí thế của ta cũng đỡ không nổi, còn muốn cùng Long Nữ cùng một chỗ tiến vào Long Chi Mộ. Huyết Khuyết cũng là nhìn xem Ma Long Tử mắng, lời nói kia nhìn như là ở mắng những người khác, có thể ai cũng biết, đây là Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết đang đối mắng mà thôi. Mấu chốt là, phía dưới Long tộc còn phải làm bộ cái gì đều không nghe được, bọn họ cũng không dám đồng thời đắc tội Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết. Lúc này, lại làm sao có thể còn có người chạy tới đây? Long nữ đôi mắt đẹp lóe lên một cái, tiếp tục như vậy, bản thân cái này trà hội làm hỏng thì cũng thôi đi, có thể khoảng cách mục tiêu của nàng 20 người, hiện tại chỉ tụ tập 17 người. Còn lại ba lực lượng cá nhân có lẽ có thể xem nhẹ, nhưng ở lúc mấu chốt thế nhưng là có tác dụng rất lớn. Theo nàng đoán chừng, muốn đi vào Long Chi Mộ, thật vẫn không phải 20 người không thể. Nhưng nếu để cho Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người tiếp tục nháo xuống dưới, đoán chừng tiếp qua 100 năm, đoán chừng cũng tuyển không ra còn dư lại ba người. Còn không bằng chậm rãi chờ lấy Long Chi Mộ tự hành mở ra, chỉ là lúc kia, bọn họ đều đã đánh mất tiến vào Long Chi Mộ tư cách mà thôi. Lão tử hiện tại nhường, các ngươi cũng không dám đi lên sao. Ma Long Tử lại mắng, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, nhìn xuống đối diện Huyết Khuyết. Hắn ý tứ đại khái là, ta bây giờ căn bản không dùng toàn lực, bằng không vài phút giết chết ngươi, chỉ là hắn không có trực tiếp đoạn mắng Huyết Khuyết mà thôi. Huyết Khuyết trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, hắn đang chuẩn bị mở miệng giận mắng, nhưng mà lúc này, phía dưới quảng trường phía trên đột nhiên vang lên một thanh âm. Nếu không, để cho ta thử xem, thanh âm không lớn, lại tựa như kinh lôi một dạng trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập ở một cái hắc bào nam tử trên người. Là hắn, trong đó một cái ăn mặc hắc sắc chiến giáp long tộc tu sĩ kinh ngạc nói, ngay sau đó trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ phẫn nộ, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối. Hắn điên rồi sao? Đồ Hoàng nhìn thấy một màn này, cũng là trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin được. Hiển nhiên, cái kia mở miệng nói chuyện hắc bào nam tử không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Đây không phải ta Long tộc tu sĩ a. Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết giờ phút này đang ở lửa giận sông não, lúc này hắn lại dám đi lên, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Tiểu tử ngốc này sẽ không đem Ma Long Tử lời nói tin là thật rồi a hát. Ma Long Tử nói hắn hiện tại nhường, cũng không phải nói hắn sẽ đối với chúng ta nhường, mà là xem thường Huyết Khuyết ý tứ a. Các ngươi nói, hắn có thể kiên trì thời gian mấy hơi thở, ta đánh cược, tuyệt đối là miểu sát. Đám người ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhiều người càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là thần sắc bình tĩnh, không nhìn bốn phía ánh mắt, từ từ bước lên quảng trường. Chương 3109, triệt để không nhìn. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, ở tất cả mọi người ánh mắt khinh miệt bên trong, từng bước một đi đến quảng trường bậc thang. Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người cũng là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy có người lại còn dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm, lập tức mắt lộ ra hung quang quét tới. Muốn chết, trong lòng hai người quát lạnh một tiếng, cuồng bạo sát khí giống như mưa to quét sạch Tiêu Phàm mà đến. Hai người mục tiêu lần nữa đạt thành nhất trí, chỉ muốn dựa vào khí thế đánh giết Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đạm nhiên như phong, chưa từng mắt nhìn thẳng Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết một cái, liền một bước như vậy chạy bộ bên trên quảng trường, bước chân chưa từng có chốc lát chần chờ cùng dừng lại. Nhìn thấy một màn này, đám người ánh mắt khinh miệt lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hết sức kinh ngạc. Ai cũng không ngờ tới, lại đột nhiên toát ra một người đến, hoàn toàn không nhìn Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người khí thế liên hợp nghiền ép. Người kia là ai? Rất nhiều người trong đầu trước tiên hiện lên một cái nghi hoặc, bậc này cường giả, cho dù là đặt ở Long tộc hẳn là cũng xem như thiên tài cấp bậc nhân vật rồi a hát, làm sao sẽ không có tiếng tăm gì đây? Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Dưới quảng trường một bên, cả người khoác hắc sắc chiến giáp Long tộc tu sĩ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy hắn, khẳng định có thể nhận ra, người này không phải người khác, chính là lần trước chiến bại mà chạy Thánh Thiên Giáp. Thánh Thiên Giáp nguyên bản cũng chuẩn bị đi lên, có thể thấy Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người liên thủ ngăn cản người phía dưới ra sân, hắn liền tạm thời đánh lùi ý định này. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái kia đánh bại hắn nhân tộc tiểu tử, lại dám đứng ra. Đồ Hoàng cũng là không khỏi kinh hãi, hắn một mực đều ở đánh giá cao Tiêu Phàm thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ phát hiện, bản thân vẫn là xem thường Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, hiển nhiên, hắn hoàn toàn không đem Huyết Khuyết cùng Ma Long Tử khí thế công kích để ở trong mắt. Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người cũng là sắc mặt trầm xuống, đây đã là hai người khí thế mức cực hạn, có thể Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không có cảm nhận được bọn họ linh hồn uy áp đồng dạng, đi tới đếm ngược cái thứ ba trên chỗ ngồi xuống. Khi hắn ngồi xuống thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, tựa như là ở im ắng chế giễu Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người một dạng. Ma Long Tử sắc mặt khó xử hết sức, cũng may Huyết Khuyết toàn thân đỏ bừng, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì, chỉ bất quá hai người đều kém chút bạo khởi, hung hăng cho Tiêu Phàm một bài học. Thủ tọa phía trên Long Nữ cùng Huyết Hoàng Nữ hai người cũng là hơi hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm một cái, bọn họ không nghĩ tới thật đúng là có người có thể ở Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết liên thủ uy hiếp dưới đi tới. Giờ phút này, quảng trường phía trên đã ngồi xuống 18 người, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác Long Nữ cùng Huyết Hoàng Nữ đều biết, cũng không biết Tiêu Phàm danh tự. Hai người cũng không tiện trực tiếp mở miệng hỏi thăm, Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết giờ phút này còn đang khí lên đầu đây, nếu như bọn họ mở miệng, Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết nhất định sẽ cho rằng các nàng là đang cố ý chế nhạo hai người, đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ càng thêm ghi hận Tiêu Phàm. Bởi vậy, Long Nữ cùng Huyết Hoàng Nữ cố nhiên tốt kỳ, nhưng là cũng không nói chuyện. "Tiểu tử, người tên gì?" Chỉ là, Huyết Khuyết nhịn không được mở miệng, hắn một đôi đỏ thắm con ngươi lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, đằng đằng sát khí. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, muốn nhớ kỹ Tiêu Phàm danh tự. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn chính là, Tiêu Phàm một mực cúi đầu, tựa như căn bản không có nghe được Huyết Khuyết lời nói một dạng, vậy mà trực tiếp đem hắn làm như không thấy. T, phía dưới một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, tiểu tử này thật đúng là thật to gan, lại dám dạng này đắc tội Huyết Khuyết, một điểm mặt mũi cũng không cho. Ha ha, Huyết Khuyết, rốt cục có người ăn quả đắng thời điểm. Ma Long Tử thì là càn rỡ cười ha hả, không buông tha bất luận cái gì đả kích Huyết Khuyết cơ hội. Ma Long Tử trong lòng âm thầm may mắn bản thân không có trước tiên mở miệng, bằng không lúng túng coi như là chính hắn. Huyết Khuyết một đôi mắt thiếu chút nữa thì từ trong hốc mắt bật đi ra, hắn bỗng nhiên đứng dậy, điên cuồng khí thế hóa thành thực chất hóa lợi nhận, giống như mưa rơi nhào về phía Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích, mặc cho cái kia linh hồn lợi nhận trùng kích, dù sao hắn là công kích linh hồn miễn dịch, điểm ấy công kích đối với hắn mà nói, liền tựa như mưa bụi. Đám người cũng là âm thầm cho Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường cuồng, đây là muốn đem Huyết Khuyết cho không nhìn đến cùng sao. Huyết Khuyết bị Tiêu Phàm cử động khí không nhẹ, loại này bị người hoàn toàn không nhìn cảm giác, hắn cho tới bây giờ đều không chịu qua. Tựa như hắn ở trước mặt đối phương, liền tựa như một cái thằng hề, tận tình biểu diễn. Nhưng mà, đối phương xác thực liền nhìn hắn biểu diễn dục vọng đều không có, cái này khiến Huyết Khuyết làm sao cam tâm. Phải biết, hắn dù sao cũng là chỉ yếu tại 4 đại Long Tử Long Nữ nhân vật, đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm, nhưng hôm nay, lại là trở thành tất cả mọi người chê cười. Hỗn trướng, lão tử muốn xé ngươi. Huyết Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo sóng âm trùng kích bay thẳng Tiêu Phàm đi. Dừng tay, lúc này, Long Nữ khẽ quát một tiếng, lấy tay vung lên, Huyết Khuyết âm ba công kích trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, trầm giọng nói, Huyết Khuyết, đừng quên, nơi này là bản cung tiệc trà. Huyết Khuyết cưỡng ép nhìn xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh trở lại nói, Long Nữ, chiếu ngươi ý tứ, ai nếu là có thể ngồi vào nơi này, coi như ngươi yêu cầu 20 người bên trong một thành viên. Kể từ đó, vậy ta tùy tiện tìm 2 người tới cho đủ số không được sao? Tự nhiên không phải, Long Nữ tự nhiên biết rõ Huyết Khuyết ý tứ, nàng cần chính là cường giả, mà không phải thật giả lẫn lộn người. Dừng một chút, Long Nữ lại nói, trừ bỏ bản cung cùng Huyết Hoàng Nữ bên ngoài, ai cũng có tư cách khiêu chiến ngồi ở bên trên người, cuối cùng còn có thể ngồi ở chỗ này người, mới xem như ta cuối cùng yêu cầu 20 người. Nghe được Long Nữ mà nói, Huyết Khuyết trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị, cười lạnh nói, đã như vậy, cho dù bên trên ngồi đầy, cái kia người bên dưới, đều có thể khiêu chiến bên trên người là A. Đương nhiên, Long Nữ nhìn Tiêu Phàm một cái, đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, cuối cùng gật đầu một cái. Nàng cũng không có bao che Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể không nhìn Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết khí thế trùng kích, nhưng cái này cũng không thể đại biểu hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Rất nhiều có được linh hồn phòng ngự pháp bảo người, đều có thể làm được Tiêu Phàm vừa rồi làm tất cả. Nàng cần chính là người mạnh mẽ nhất, mà không phải vẻn vẹn chỉ là có được linh hồn phòng ngự pháp bảo người. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nghe được Long Nữ mà nói, Huyết Khuyết lập tức cười lạnh, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Những người khác cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn xem Tiêu Phàm, theo bọn hắn nghĩ, cùng Huyết Khuyết là địch, không khác muốn chết không hai. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, ta không giết được ngươi, nhưng Huyết Khuyết giết ngươi, lại là dễ như trở bàn tay. Dưới quảng trường phương Thánh Thiên Giáp cười lạnh nói, hắn nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đều không để ý đến Huyết Khuyết, liền tựa như hắn hoàn toàn không tồn tại một dạng. Kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm thực như thế không nhìn Huyết Khuyết, mà là trong đầu hắn đang ở dầu dĩ một vấn đề. Cái này Long Nữ, làm sao nhìn có chút quen mắt đây? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn dư quang, lại là không khỏi nhìn nhiều Long Nữ vài lần. Chương 3110, Ly Kỳ tự sát. Tiêu Phàm ngay từ đầu nhìn thấy Long Nữ thời điểm, liền cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng hắn lại không làm sao để ở trong lòng. Nhưng vừa rồi khoảng cách gần nhìn Long Nữ một cái, trong lòng của hắn cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, luôn cảm giác gặp qua Long Nữ, bất quá hắn lại nhất thời nghĩ không ra. Hắn cũng không có tùy tiện thi triển linh hồn chi lực dò xét Long Nữ dung mạo, nếu như ai linh hồn chi lực đều có thể xuyên thấu tầng kia mạng che mặt, cái kia Long Nữ cũng không tất yếu đem mạng che mặt mang lên mặt. Cũng liền ở Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Huyết Khuyết lại ở cái kia một mình biểu diễn, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm không thấy hắn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, càng là đã động sát tâm. Tiểu tử, từ chỗ ngồi này bên trên, lăn xuống. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, lại là nhìn thấy cả người khoác huyết sắc chiến giáp Long tộc tu sĩ đi tới trước người hắn, cầm trong tay một chuôi cự kiếm lạnh lùng theo dõi hắn. Tiêu Phàm không biết vì sao, nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào tay trái mình bên cạnh ghế chống vị bên trên, thản nhiên nói. Nơi này không phải còn có một cái chỗ ngồi sao? Ta cảm thấy người chỗ ngồi này càng thích hợp ta, không được sao? Cái kia huyết sắc chiến giáp Long tộc tu sĩ nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng, hết sức khiếp người. Tiêu Phàm chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt cái này huyết sắc chiến giáp tu sĩ là tới cố ý tìm chính mình phiền toái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như đối phương chỉ là đơn thuần bài ngoại, không quen nhìn nhân tộc tu sĩ ngồi ở chỗ này, muốn đem bản thân đuổi xuống, vậy hắn Tiêu Phàm cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng trước mắt này Long tộc tu sĩ, trên người sát cơ nở rộ, rõ ràng là tới giết hắn a. Có đúng không? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khẽ, trong lúc cười khẽ còn mang theo một tia nghiền ngẫm, ngẩng đầu nhìn về phía Long Nữ nói, xin hỏi, chỉ có Long tộc chi nhân mới có thể ngồi ở chỗ này không? Tự nhiên không phải, Long Nữ ngữ khí bình thản, nếu như chỉ có Long tộc người mới có thể ngồi ở chỗ này, vậy bên cạnh Huyết Hoàng Nữ lại có thể ngồi ở chỗ này. Chỉ cần có được Long tộc huyết mạch, ai cũng có thể ngồi ở chỗ này. Long Nữ thản nhiên nói, ngay sau đó lại bổ sung một câu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực. Vậy ta đã biết, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu một cái, tựa như chiếm được mình muốn đáp án. Khi hắn quay người nhìn về phía trước người cái kia huyết sắc chiến giáp tu sĩ lúc, hí ngược nói, như vậy hiện tại, ngươi có thể lăn. Ngươi có thể lăn, Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo khí thế, để cho người ta không cho phép phủ định. Đám người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, bị Tiêu Phàm phách lối cho khiếp sợ đến. Cái này nhân tộc tiểu tử rốt cuộc là ai, lại dám cùng cái kia huyết sắc chiến giáp tu sĩ nói như thế, phải biết, cái kia huyết sắc chiến giáp tu sĩ, thế nhưng là Huyết Khuyết tùy tùng một trong a. Có thể trở thành Huyết Khuyết tùy tùng, hắn thực lực đã có thể ổn áp đại bộ phận cùng tuổi một đời tu sĩ. Hèn mọn nhân tộc run rế, khẩu khí cũng không nhỏ, có bản lĩnh. Huyết sắc chiến giáp tu sĩ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn tựa như gặp được chuyện kinh khủng gì đồng dạng, thân thể run rẩy kịch liệt lên. Chuyện gì xảy ra? Đám người không biết vì sao, vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn huyết sắc chiến giáp tu sĩ. Ngươi vừa rồi không phải là rất phách lối sao, làm sao liền nhanh như vậy nhận túng, hơn nữa cả người đều run rẩy. Chỉ có trong đám người Đồ Hoàng, lại là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trợn to hai mắt nói, là công kích linh hồn, người kia cách hắn gần như vậy, khẳng định không cẩn thận liền trúng chiêu. Đồ Hoàng thế nhưng là biết rõ Tiêu Phàm cái kia công kích linh hồn đáng sợ, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả Huyết Khuyết tùy tùng cũng ngăn cản không nổi. Ta vẫn là quá coi thường hắn. Đồ Hoàng trong lòng thở dài, nguyên bản hắn còn nghĩ động điểm ý đồ xấu đem Tiêu Phàm lưu lại nơi này, nhưng giờ phút này, hắn đã bóp tắt trong lòng ý nghĩ kia. Nếu để cho Tiêu Phàm biết mình muốn hại hắn, đoán chừng chết cũng không phải là một mình hắn, cái kia 9 cái đồng tộc, cũng phải phi hôi yên diệt. Phù phù, chỉ chốc lát sau, cái kia huyết sắc chiến giáp tu sĩ phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm vị trí. Đây chính là Huyết Khuyết tùy tùng a, vậy mà quỳ gối một nhân tộc tu sĩ trước mặt. Huyết Lục, ngươi làm gì? Huyết Khuyết càng là tức giận tê giống lên, tùy tùng của hắn hướng một nhân tộc tu sĩ quỳ xuống, cái này ném nhưng là hắn mặt. Cái kia huyết sắc chiến giáp tu sĩ Huyết Lục nghe được Huyết Khuyết mà nói, bỗng nhiên một cái giật mình, nhưng mà hắn cũng không có đứng lên, ngược lại vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như ta là ngươi, ta liền chọn tự sát, chết như vậy tương đối buông lỏng. Tiêu Phàm giọng bình thản nói ra, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Đám người vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại đủ để cho rất nhiều người nhớ kỹ cả một đời. Chỉ thấy Huyết Lục nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trực tiếp một bàn tay đập vào bản thân trên đỉnh đầu, cả viên đầu bỗng nổ tung, hóa thành mênh mông huyết vụ tràn ngập tại hư không. T, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, liền tựa như nhìn một cái quái vật một dạng. Đây chính là đại đế cảnh đỉnh phong Long tộc A, Huyết Khuyết tùy tùng A, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy tự sát. Nếu như không phải tận mắt thấy, ai lại sẽ tin tưởng chuyện như vậy? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tràn đầy một loại sợ hãi, bọn họ đều đang nghĩ lấy cùng một vấn đề, kia liền là Tiêu Phàm là làm được bằng cách nào? Nếu như hắn muốn đối phó bản thân, cái kia mình có thể ngăn cản được sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Huyết Lục thực lực cao thâm mà chắc, coi như ở Long tộc cường giả đỉnh cao bên trong còn không có chỗ xếp hạng, nhưng tuyệt đối không tính kẻ yếu, chỉ ít bình thường đại đế cảnh đỉnh phong hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dạng này Huyết Lục, vẫn như cũ ly kỳ tự sát, chết ở bọn họ trước mắt. Trái lại Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối đều bảo trì 10 điểm bình tĩnh, trong lòng lại là thầm nói, 3.000 thế giới đệ tam trọng quả nhiên bá đạo, một ý niệm thương hải tăng điền, có thể trong nháy mắt tan rã ý chí của một người, bằng loạn cổ đại đế bản thân, thật sự có thể lĩnh ngộ như thế cổ pháp. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm hoài nghi, coi như loạn cổ đại đế là thánh đế cảnh tu vi, cũng không khả năng lĩnh ngộ đáng sợ như vậy cổ pháp. Hiện tại hắn còn chỉ là vừa mới tu luyện tới đệ tam trọng mà thôi, nếu như tu luyện tới đệ tứ trọng, 3.000 thế giới, lấy đại đế cảnh tu vi, diệt sát thánh đế cảnh, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Đối với cái này cổ pháp uy lực, Tiêu Phàm vẫn là hết sức hài lòng. Chờ giải phong càng nhiều tu la truyền thừa ký ức, nhất định phải lại tìm mấy loại cường đại cổ pháp. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới, nếu như nhiều trưởng khống mấy loại 3.000 thế giới như vậy cổ pháp, dù là vọt giai chiến đấu cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhân tộc run rế, người dám giết ta người. Huyết Khuyết nhe răng trợn mắt chừng mắt Tiêu Phàm, mặt mũi có chút dữ tợn. Người con nào mắt thấy đến ta giết hắn? Tiêu Phàm trên mặt lấy nụ cười nói. Sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng trở nên hết sức băng lãnh, ngữ khí cũng giống như băng xương, cho dù là ta giết hắn, vậy thì như thế nào? Chương 3111, so phân thân đúng không? Cho dù là ta giết hắn, vậy thì như thế nào? Cường thế mà liều lĩnh lời nói vang vọng thật lâu ở trong hư không, Tiêu Phàm thay đổi phía trước bình tĩnh, giống như một đầu bạo khởi hùng sư, miệng phun lấy răng nanh, mắt lộ ra lấy hung quang. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tất cả đều bị Tiêu Phàm bá khí cảm nhiễm. Cái này nhân tộc tu sĩ, rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới, lại dám cùng Huyết Khuyết giao phong. Có ý tứ, Ma Long Tử nhe răng cười một tiếng, lại không trước đó đối Tiêu Phàm không nhìn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Khỏi cần phải nói, nhìn thấy Huyết Khuyết ăn thiệt thòi, trong lòng của hắn liền 10 điểm sảng khoái. Vũ muội muội, người này rốt cuộc là ai, lại dám khiêu chiến Huyết Khuyết? Huyết Hoàng Nữ cũng hết sức tò mò Tiêu Phàm thân phận, một nhân tộc tu sĩ, lại dám ở Long Phượng tộc cổ lộ càn rỡ, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta cũng không biết, Long Nữ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Tốt, 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 Huyết Khuyết giận quá thành cười, bỗng nhiên đứng dậy, từng bước một hướng về dưới quảng trường phương đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người không biết vì sao, chẳng lẽ Huyết Khuyết lại bị một nhân tộc tu sĩ dọa đến không dám tiếp tục ngồi ở bên trên sao? Mấy tức về sau, chúng nhân tài biết mình ý nghĩ buồn cười biết bao, bá đạo liều lĩnh Huyết Khuyết, lại làm sao có thể bỏ qua địch nhân của hắn đây? Huống chi, hắn tên địch nhân này, còn là một nhân tộc tu sĩ. Chỉ thấy Huyết Khuyết đi mà quay lại, lần nữa từ ngoài sân rộng bên cạnh đi tới, đứng ở Tiêu Phàm hai trượng có hơn ngừng lại, người không tư cách ngồi ở chỗ này, quay lại đây nhận lấy cái chết. Đám người giờ mới hiểu được Huyết Khuyết ý tứ, Huyết Khuyết nếu là chiếm được một cái danh ngạch, tự nhiên không thể tiếp tục khiêu chiến Tiêu Phàm. Nhưng hắn đi xuống quảng trường, chủ động từ bỏ lúc trước hắn danh ngạch, hiện tại ngóc đầu trở lại, chỉ vì ứng phó Tiêu Phàm, thậm chí giết chết Tiêu Phàm để tiết trong lòng chi nộ. Nói xong, Huyết Khuyết trên người bộc phát ra cuồn cuộn sát khí, bỗng nhiên đạp không mà lên, xuất hiện ở trên không trung. Tất nhiên muốn động thủ, vậy dĩ nhiên không thể ở Thái Hồng Đảo bên trên động thủ, chỉ có thể ở vực ngoại tinh không chiến đấu, dù sao, đại đế cảnh uy thế quá kinh khủng. Tiêu Phàm ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích, trong lòng lại là rơi vào trầm tư, ta hiện tại nếu là nói cho bọn hắn về Long Trùng sự tình, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, kia liền là triệt để đắc tội những người này, để bọn hắn phát ra từ nội tâm muốn giết ta, đến lúc đó ta đem bọn hắn dẫn đi qua là được rồi. Tiểu tử này sẽ không sợ a. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm không có xuất chiến ý tứ, lập tức không chút kiêng kỵ trào phúng lên. Cứ làm như thế, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, còn cho rằng mắt mình hoa, cái này nhân tộc tu sĩ sắp chết đến nơi, lại còn cười được. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm là đang suy nghĩ về Long Trùng sự tình, bây giờ trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ hai cái đối sách, một là tìm cơ hội tìm được Long Nữ tín nhiệm của bọn hắn, nói cho Long Nữ việc này, lại để cho Long Nữ bản thân suy nghĩ biện pháp. Hai là đem Long tộc vào chỗ chết đắc tội, khiến cho bọn họ đối với mình hận nghiến răng nghiến lợi, đến lúc đó đem bọn hắn dẫn đi Phệ Long Trùng vị trí tinh thần thế giới là được rồi. Mà lúc này, cái này Huyết Khuyết ở Long tộc địa vị không thấp, nếu là có thể đem hắn đánh ngã, cũng đủ để đắc tội một đám người lớn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt vậy mà lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng tại ở đây tu sĩ xem ra, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm điên. Hô, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở tinh không vực ngoại, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền xuất hiện ở Huyết Khuyết đối diện. Giờ phút này, Huyết Khuyết thân người đầu rồng, khí tức trên thân cực kỳ bá đạo, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đỏ ngòm, huyết quang hiện lên, nếu là bình thường người, đã sớm bị dọa cho phát sợ. Đáng tiếc, Huyết Khuyết gặp lại là Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm thản nhiên nói, kỳ thật, ta đối với người vị trí kia cũng rất có hứng thú. Muốn chết, Huyết Khuyết nổi giận, một bàn tay trong nháy mắt biến thành long chảo, hung hăng hướng về Tiêu Phàm chộp tới, những nơi đi qua, hư không nhao nhao vỡ nát. Người chưa đến, một cổ khí thức cuồng bạo đã đập ở Tiêu Phàm trên thân, liền Tiêu Phàm cũng không khỏi thầm than, cái này Huyết Khuyết so Thánh Thiên Giáp có thể muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, càng thêm không phải Đồ Hoàng có thể so sánh. Tiêu Phàm dưới chân một trận biến hóa, thi triển cực tốc tránh né lấy Huyết Khuyết công kích, trong lòng nghiêm túc tính toán, từ cỗ khí thức này đến xem, hẳn là cùng Hoang Vô Cương thực lực chênh lệch không nhiều, xem ra không thể coi thường hắn. Hoang Vô Cương thực lực Tiêu Phàm cũng chỉ là đại khái biết, lần trước mặc dù đánh bại Hoang Vô Cương, nhưng Tiêu Phàm vẫn là cảm giác đây không phải là Hoang Vô Cương ranh giới cuối cùng. Bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, Hoang Vô Cương khẳng định cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Long tộc thiên phú vốn liền so với nhân tộc cường đại không phải một hai cái cấp độ, Huyết Khuyết xem như Long tộc thiên kiêu, hắn thực lực tuyệt đối sẽ không ở dưới Hoang Vô Cương. Chỉ biết là trốn sao. Huyết Khuyết khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, nói, nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, vậy ngươi có thể đi chết. Nói xong, Huyết Khuyết thân hình bỗng lóe lên, từng vệt hào quang màu máu từ trên người hắn nở rộ, chỉ một thoáng, thân hình của hắn chia ra làm bốn cái giống nhau như đúc hắn, từ bốn phương tám hướng vây công Tiêu Phàm. Quỷ dị chính là, hắn bốn cái thân thể thực lực vậy mà không kém nhiều, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Đây là cái gì cổ pháp? Tiêu Phàm trong lòng hiếu kỳ, truyền văn chủng tộc khác có được cường đại cổ thuật cùng cổ pháp truyền thừa, trước đó Tiêu Phàm còn không tin, nhưng hắn hiện tại tin. Một cái Huyết Khuyết cũng đủ để cho hắn cẩn thận đối đãi, hiện tại thêm ra đến ba cái, chiến cuộc tuyệt đối là nghiêng về một bên. Long hồn phân thân thuật, phía dưới tu sĩ nhìn thấy trời cao chiến đấu, có người không khỏi kinh hô mà ra. Chẳng ai ngờ rằng, Huyết Khuyết đối chiến một nhân tộc tu sĩ, vậy mà thi triển bậc này đáng sợ cổ pháp. Nhưng mà một khắc sau, để bọn hắn kinh ngạc là, đối diện Tiêu Phàm cũng là lắc mình biến hóa, từ một cái biến thành bốn cái. Chẳng lẽ cái này nhân tộc cũng biết Long hồn phân thân thuật? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, để bọn hắn càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh qua, chỉ thấy cái kia bốn cái Tiêu Phàm, bỗng lại phân biệt biến ra bốn cái. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, bốn cái trở thành 16 cái, 16 cái trở thành 64 cái. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, không trung cũng đã tràn đầy Tiêu Phàm bóng dáng, mấu chốt là, từng cái Tiêu Phàm đều giống nhau y hệt. Đây là thiên phú, linh hồn phân liệt thiên phú. Có người vẫn nhận ra Tiêu Phàm thủ đoạn, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Linh hồn phân liệt năng lực, mặc dù danh xưng cường đại nhất mấy loại linh hồn thiên phú một trong, có thể đó là thể hiện tại trên việc tu luyện, mà không phải thể hiện tại chiến đấu phía trên A. Bất quá bây giờ, cái này vài trăm cái Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức, vậy mà đều là đại đế cảnh tu vi, cái này cũng thật là đáng sợ. Bậc này cường đại dường nào linh hồn, mới có thể chia ra vài trăm cái đại đế cảnh linh hồn phân thân A. so phân thân đúng không? Ta nhiều hơn ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ngoạn vị nhìn xem đối diện Huyết Khuyết nói. Chương 3112, Luyện Ngục Thế Giới. Đám người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, người cái này nào chỉ là nhiều, quả thực nhiều đến mức đáng sợ, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ tốt a. Đáng tiếc Huyết Khuyết toàn thân đỏ như máu, bằng không mà nói, đám người khẳng định có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn sớm đã đỏ bừng hết sức. Người phân thân nhiều lại như thế nào, một đám con kiến, có thể uy hiếp được voi sao? Huyết Khuyết khịt mũi coi thường nói. Tiêu Phàm những cái kia linh hồn phân thân, bởi vì chia ra quá nhiều, bây giờ cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ khí thế mà thôi, thực lực đoán chừng liền đại đế cảnh trung kỳ đều hơi có không bằng. Mà Huyết Khuyết bốn cỗ phân thân, lại là thực sự đại đế cảnh đỉnh phong, hắn há lại sẽ đem một đám đại đế cảnh trung kỳ trở xuống tu sĩ để ở trong mắt. Có đúng không? Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, sau một khắc, vài trăm cái linh hồn phân thân đồng thời chợt quát một tiếng. Bảo, theo một chữ này phun ra, thiên khung tựa như kinh lôi đồng dạng, mãnh liệt run rẩy một chút, ngay sau đó liền gặp được vài trăm cái linh hồn phân thân không muốn sống một dạng phóng tới Huyết Khuyết vị trí. Ầm ầm, bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên tiếp tiếng nổ mạnh ở Huyết Khuyết chung quanh vang lên, vùng hư không kia đã triệt để phá toái, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, khí tức mang tính chất hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Đám người chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần thế giới đều run lên bần bật, tựa như tùy thời muốn nổ tung đồng dạng, biển cả càng là nhấc lên vô tận sóng lớn, cuồng quyển chân trời, tựa như từng đầu mãnh thú ở mặt biển băng đằng. Phía dưới tất cả tu sĩ khóe miệng giật một cái, Tiêu Phàm đây quả thực là vô lại đấu pháp a. Nhiều như vậy đại đế cảnh hậu kỳ linh hồn phân thân, cùng một chỗ nổ tung mà nói, đừng nói đại đế cảnh đỉnh phong, chính là thánh đế cảnh, đoán chừng cũng phải bị thương a. Rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu thay Huyết Khuyết mặc niệm, Huyết Khuyết long hồn phân thân thuật lúc đầu xem như cực kỳ cường đại, có thể gặp gỡ Tiêu Phàm linh hồn phân liệt năng lực, chỉ có bị áp chế phần. Ai kêu Tiêu Phàm linh hồn phân thân nhiều lắm đây, hơn nữa toàn bộ tự bảo, bậc này uy lực, sợ là thánh đế cảnh cũng không dám đối mặt, chỉ có tránh lui phần. Đám người nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện ở không trung cách đó không xa, hai tay vác sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem không trung. Nơi đó, một cái to lớn hư vô vòng xoáy, thôn phệ tất cả, đã không nhìn thấy Huyết Khuyết tung tích. Một lần này Huyết Khuyết sợ là không chết cũng phải lột một tầng ra. Có người âm thầm kinh hô, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem không trung, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều mắt không chớp nhìn chăm chú lên bầu trời vòng xoáy, nghĩ trước tiên phải biết rõ Huyết Khuyết sống chết. Ngang, mấy tức về sau, một trận vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, lại là nhìn thấy một đầu hàng trăm hàng ngàn trượng huyết sắc cự long từ hư vô vòng xoáy bên trong bắn ra. Bá đạo thân thể tản ra một cỗ là địch uy áp, để cái kia hư vô vòng xoáy lần nữa khuếch tán biến lớn, không ngừng hướng về bốn phía trùng kích. Phía dưới tu sĩ nhìn thấy cái kia hủy diệt tính vòng xoáy hướng về phía dưới cắn nuốt, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Có người càng là thân thể run rẩy kịch liệt lên, thiếu chút nữa thì nhịn không được đào tẩu. Vậy mà bức Huyết Khuyết làm thật, có ý tứ. Ma Long Tử trên mặt lộ ra một vòng tà tà nụ cười, đôi mắt càng là tràn đầy một vòng chờ mong, tựa như hy vọng Tiêu Phàm đánh bại Huyết Khuyết một dạng. Ở Ma Long Tử xem ra, nhân tộc dĩ nhiên có thể giết, nhưng hắn càng hận hơn luyện ngục huyết long nhất tộc, tự nhiên là ước gì Huyết Khuyết chết. Lúc này, Long Nữ lại là nhẹ nhàng lấy tay vung lên, một đạo ánh sáng màu trắng từ trên người hắn nở rộ mà ra, dọc theo đường chân trời cực tốc lan tràn, trong lúc hô hấp liền bao phủ lại Thái Hồng Đảo. Về phần cái này tinh thần thế giới, Long Nữ lại là không quan tâm, đám người cũng biết, cho dù là Huyết Khuyết lại làm sao cường đại, cũng không khả năng hủy đi cái này tinh thần thế giới. Không vì cái gì khác, cái này tinh thần thế giới, thế nhưng là có được Long Chi Mộ. Đừng nói một đám đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh, cũng không khả năng hủy diệt. Theo Long Nữ xuất thủ, trên thân mọi người áp lực cũng nhỏ rất nhiều, những cái kia chuẩn bị trốn chạy người cũng ổn định thân hình. So với Thái Hồng Đảo bên ngoài địa vực, nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Trên không trung, mắt thấy Huyết Khuyết biến thành huyết long một ngụm nuốt đến, rất nhiều người thay Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Huyết Khuyết đã làm thật, nơi này trừ bỏ Long Nữ, Ma Long Tử cùng Huyết Hoàng Nữ, lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được. Ở mọi người nhìn lại, Tiêu Phàm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, cái này càn rỡ nhân tộc cho dù chết rồi, cũng không trách ai, ai bảo hắn đi khiêu khích Huyết Khuyết đây. A giống, Huyết Khuyết gầm lên giận dữ, cái kia miệng to như chậu máu bỗng nhiên đem Tiêu Phàm nuốt vào, ở cái kia cỗ to lớn hấp lực phía dưới, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng chạy trốn. bị nuốt, luyện ngục huyết long trong bụng, nhưng là chân chính luyện ngục thế giới, so thiên địa hồng lô còn đáng sợ hơn nhiều, kẻ này hẳn phải chết. Đáng đời, dám cố ý khích giận cùng khiêu khích huyết khuyết, cái này không phải mình muốn chết sao? Một đám long tộc tu sĩ âm thầm lắc đầu, mặc dù huyết khuyết cùng Tiêu Phàm cũng là cuồng vọng chi bối, nhưng bọn hắn càng muốn đứng ở huyết khuyết lập trường, dù sao bọn họ hiểu rõ hơn huyết khuyết thực lực. Hèn mọn nhân tộc run rế, dám đắc tội bản đế, chết chưa hết tội. Huyết khuyết lạnh rên một tiếng, thanh âm lại giống như sấm nổ quanh quẩn tại hư không. Nuốt vào Tiêu Phàm, hắn lửa giận trong lòng cũng rốt cuộc đến phát tiết. Về phần Tiêu Phàm ở trong bụng hắn sự tình, huyết khuyết căn bản không có bất kỳ lo lắng nào, ở trong đại đế cảnh, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có ai bị hắn nuốt vào về sau, còn có thể còn sống đi ra. Phải biết, trong cơ thể của hắn chính là thế giới của hắn, cái này cũng là bọn hắn luyện ngục huyết long nhất tộc đặc thù thiên phú. Huyết khuyết khổng lồ long khu ở trên không vũ động, chuẩn bị hướng về phía dưới Thái Hồng Đảo bay đi. Nhưng mà, phốc phốc, cũng đúng lúc này, một tiếng vang giòn từ trên bụng của hắn truyền đến, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đám người phía dưới cũng là bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn thấy huyết khuyết trên bụng bắn ra một đạo kiếm khí màu xám, kiếm khí qua, huyết khuyết thân thể trực tiếp xé ra, máu tươi cuồng phún. Thiên khung dường như rơi ra huyết vũ, cả mảnh trời không đều bị nhuộm thành huyết sắc. Chuyện gì xảy ra, kiếm khí kia làm sao cảm giác ẩn chứa hỗn độn chi khí? Đám người trong lúc nhất thời không biết vì sao, cau mày hướng về hư không đạo kia kiếm khí màu xám. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ huyết khuyết trên bụng bắn ra. Là hắn, lại có người kinh hô mà ra, thanh âm đều có chút run rẩy. Hiển nhiên, cái kia áo bào đen thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Thời gian trở lại vài cái hô hấp trước đó, Tiêu Phàm bị huyết khuyết một ngụm nuốt vào, lại là phát hiện mình đang xuất hiện ở một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, vô cùng vô tận huyết sắc mà ảnh hướng về hắn đánh giết mà đến. Ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy toàn bộ thế giới bên trong cũng là huyết sắc ma ảnh, từng cái ma ảnh tán phát khí tức đều không kém gì đại đế cảnh. Cái này vô cùng vô tận huyết sắc ma ảnh, căn bản không có khả năng giết hết. Luyện ngục huyết long luyện ngục thế giới sao? Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt nhận ra được, ngay sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Xòe bàn tay ra, Tu La Kiếm liền xuất hiện ở trong tay, nói, vừa vặn, từ khi ngươi đột phá thánh giai pháp bảo về sau, giải phong hỗn độn kiếm khí một tia lực lượng, vừa vặn thử một lần. Chương 3113, Hỗn Độn Chi Kiếm. Nói xong, Tiêu Phàm trong tay Tu La Kiếm lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, vô cùng vô tận kiếm khí gào thét mà ra, giống như vòi rồng bắn về phía bốn phương tám hướng. Quỷ dị chính là, huyết sắc Tu La Kiếm chẳng biết lúc nào đã biến thành màu xám, kiếm khí màu xám kia càng là hết sức sắc bén. Làm huyết sắc ma ảnh chạm đến kiếm khí màu xám thời khắc, trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu. Không chịu nổi một kích, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, ngay sau đó chậm rãi giơ lên trong tay Tu La Kiếm. Theo thần lực tràn vào Tu La Kiếm bên trong, một đạo màu xám cho kiếm cương bỗng xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng hư vô, tựa như đâm rách thời không. Cũng đúng lúc này, ngoại giới tu sĩ vừa lúc gặp được đạo kia kiếm khí màu xám, một kiếm này càng là đâm xuyên qua huyết khuyết cái bụng. Hỗn Độn Chi Kiếm, Tiêu Phàm trong miệng khẽ nhả ra một câu. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trong tay Tu La Kiếm khẽ run lên, đồng thời, thân thể của hắn nhanh chóng hướng về luyện ngục thế giới chỗ sâu phóng đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Theo hắn phi nhanh, ngoại giới, huyết khuyết cái bụng cũng bị cái kia to lớn màu xám kiếm cương vạch phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân phòng ngự, ở Tiêu Phàm một kiếm này trước mặt, liền tựa như một tấm giấy rách đồng dạng, nhẹ nhàng liền bị xé mở. Tiêu Phàm theo Tu La Kiếm kiếm cương, đã có thể thấy rõ ràng thế giới bên ngoài. Bất quá, hắn cũng không có dừng tay dự định, nếu như cũng đã xuất thủ, vậy dĩ nhiên muốn cho huyết khuyết một cái đẫm máu giáo huấn, nếu như có thể, vậy liền trực tiếp làm thịt hắn. Cũng làm cho người ở chỗ này đều hiểu, không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tìm hắn Tiêu Phàm phiền toái. Chỉ ít, cái này huyết khuyết muốn tìm bản thân phát tiết, hoàn toàn là tìm lộn người. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Huyết khuyết một lần này muốn tìm cái này nhân tộc tu sĩ tức giận, sợ là tìm lộn đối tượng, một lần này hoàn toàn đá trúng thiết bản. Coi như Tiêu Phàm giết không chết hắn, nhưng hắn huyết khuyết cũng trước mặt nhiều người như vậy, bị người mở ngực mổ bụng, cái này chắc chắn trở thành hắn cả đời ác mộng. Thằng nhãi danh, ngươi dám! Huyết khuyết ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này, hắn vẫn như cũ không quên uy hiếp Tiêu Phàm. Chỉ là hắn vừa mới tức giận, Tiêu Phàm kiếm cương phá mở hắn cái bụng tốc độ liền nhanh thêm mấy phần, khí huyết khuyết thổ huyết không ngừng. Nhục thể của hắn, có thể nói là đồng trải qua thiết cốt A, cho dù là đỉnh cấp đế binh cũng không khả năng phá mở hắn phòng ngự, nhưng bây giờ, hắn cường hãn nhục thân, lại tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, yếu ớt đến cực điểm. Không dám, ở trước mặt Tiêu Phàm, lại có cái gì là không dám. Nơi này chính là Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, cho dù giết ngươi, chẳng lẽ ngươi Long tộc còn có thể giết tới nhân tộc hay sao? Nhân tộc dĩ nhiên không bằng Long Phượng tộc, nhưng là tuyệt đối sẽ không để Long Phượng tộc chạy đến cương thổ của mình lên giết người A. Hô, hỗn độn kiếm khí rốt cục vẫn là vạch tìm tòi huyết khuyết nhục thân, nửa đoạn sau hoàn toàn chia làm hai nửa, máu tươi tung bay, chỉ có nửa đoạn trước còn dính chung một chỗ, nhìn qua hết sức cổ quái. Đường đường luyện ngục huyết long, lại là biến thành hai đuôi long. Ma Long Tử không chút kiêng kỵ cười trêu nói, trên mặt lộ ra nét cười đạm mạc. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia băng lãnh. Cái này nhân tộc, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền để huyết khuyết chịu thiệt hại lớn, sợ là không thể để cho hắn còn sống rời đi đầu này cổ lộ. Trên không trung, huyết khuyết nghe được Ma Long Tử thanh âm giễu cợt, càng là thổ huyết không ngừng, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thân thể cũng khôi phục nhanh chóng, con mắt u lãnh giống như rắn độc hướng về Tiêu Phàm. Hiện tại, hắn cũng có chút nhìn không thấu trước mắt cái này nhường hắn nhiều lần chịu nhục nhân tộc tiểu tử, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục xuất thủ. Hắn lúc này mới phát hiện, đối với hắn mà nói, cho dù là giết Tiêu Phàm, cũng chỉ sẽ cho rằng đương nhiên. Mà một khi giết không chết Tiêu Phàm, liền chắc chắn trở thành Long tộc sỉ nhục, nghĩ lại, hắn mới phát hiện mình quá vọng động rồi. Nhân tộc, người tên gọi là gì? Huyết khuyết trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn huyết khuyết một cái, hắn không nghĩ tới huyết khuyết vậy mà nhịn xuống tức giận, nhưng hắn trên người rõ ràng đằng đằng sát khí A. Khi hắn dư quang quét về phía Ma Long Tử thời khắc, hắn mới hiểu được, huyết khuyết là không muốn để Ma Long Tử chế giễu. Kiếm Hồng Trần, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi báo ra một cái tên, đây cũng là thân phận của hắn bài bên trên danh tự. Kiếm Hồng Trần, tất cả mọi người ở đây một trận trầm ngâm, tất cả đều khắc sâu đem cái tên này lạc ấn trong đầu. Hắn gọi Kiếm Hồng Trần sao? Thánh Thiên Giáp cùng Đồ Hoàng hai người thở sâu, hai người bọn họ trong lòng lại là cười khổ không thôi, bản thân thậm chí ngay cả Tiêu Phàm danh tự đều không biết. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn liền biết rõ Tiêu Phàm tên tư cách đều không có sao? Kiếm Hồng Trần, bản đế nhớ kỹ ngươi, có thể tiếp nhận bản đế 5 thành lực lượng, ngươi có tư cách ngồi ở đây. Huyết khuyết hít sâu một cái nói, quay người liền hướng lấy Thái Hồng Đảo bay đi. Rời đi trước đó, còn để lại một câu khéo léo mà nói. 5 thành lực lượng sao? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng khịt mũi coi thường. Vừa mới huyết khuyết có lẽ xác thực chỉ thi triển 5 thành lực lượng, nhưng hắn Tiêu Phàm, thế nhưng là liền 2 thành lực lượng đều không thi triển A. Không biết thân làm Long tộc nhất thiên tài đứng đầu Ma Long Tử thực lực làm sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn giờ phút này cũng không tiện tiếp tục đối Ma Long Tử xuất thủ. Nơi này nhiều như vậy Long tộc, vô luận là đơn đả độc đấu, vẫn là quần ẩu, hắn Tiêu Phàm đều không chiếm được chỗ tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng lách mình xuất hiện ở Thái Hồng Đảo phía trên, như trước đang vị trí của mình ngồi xuống. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, so với trước đó, trở nên hoàn toàn khác biệt, nguyên bản trong ánh mắt khinh thường cùng khinh miệt đã biến mất, thay vào đó là một loại kính sợ. Cường giả, vĩnh viễn là đáng giá kính sợ. Ngồi vào chỗ ngồi của mình, Tiêu Phàm liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không có phản ứng. Trong đầu hắn lại là đang trầm tư vừa rồi một kiếm kia, hỗn độn chi kiếm, tu la kiếm trước đó mặc dù dung hợp hỗn độn kiếm thai, nhưng Tiêu Phàm căn bản không phát huy ra hỗn độn kiếm thai ẩn chứa lực lượng. Tiêu Phàm thực lực không đủ là một mặt, còn mặt kia thì là tu la kiếm cường độ không đủ. Từ khi tu la kiếm dung hợp 49 cỗ giả khi thiên huyết quan vật liệu về sau, tu la kiếm đã bước vào thánh giai pháp bảo cấp độ, đã có thể chịu được hỗn độn chi khí. Nếu là ta có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, vừa rồi một kiếm kia, có lẽ có thể trực tiếp chém dụng huyết khuyết A. Tiêu Phàm âm thầm đánh giá nói. Ngay sau đó trong lòng của hắn lại bắt đầu cẩn thận tính toán lên một chuyện khác, kia liền là rốt cuộc muốn làm sao đem Phệ Long Trùng sự tình nói cho những cái này Long tộc tu sĩ, mới có thể để bọn hắn tin tưởng đây. Vạn nhất nếu là bọn họ đem mình làm Phệ Long Trùng nhất phương người, kia liền là đại phiền toái. Đi được tới đâu hay tới đó A, tổng sẽ lại có cơ hội. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới. Thân ở Long tộc, cô đơn chiếc bóng, Tiêu Phàm cũng không thể không cẩn thận đối đãi, hắn còn không có cuồng vọng đến lẻ loi một mình liền cùng toàn bộ Long tộc thiên tài đối kháng cấp độ. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt ra, lại là nhìn thấy dưới tay còn sót lại hai cái chỗ ngồi vẫn như cũ trống không. Chẳng lẽ không ai dám lên tới rồi sao? Tiêu Phàm biểu tình cổ quái nói, cái này Long tộc ngạo khí đây. Chương 3114, Long Võ Giáp. Thời gian chậm rãi sói mòn, ánh mắt của mọi người chậm rãi từ Tiêu Phàm trên người rời, ở Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết trên thân hai người bồi hồi không thôi. Bọn họ đều rất muốn tranh lấy tiếp xuống hai cái chỗ ngồi, có thể lại sinh ra sợ Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết hai người bão nổi. So với Long Nữ điều kiện mà nói, bọn họ càng thêm kiêng kỵ Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết, nếu là nhắm chúng hai người không cao hứng, đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết. Hừ, bị đám người chằm chằm thật lâu, Huyết Khuyết cùng Ma Long Tử hai người đồng thời có chút không được tự nhiên, cuối cùng đành phải lạnh rên một tiếng, làm chuyện gì đều không phát sinh. Bất quá, tiếng này hừ lạnh tại những cái kia Long tộc tu sĩ xem ra, lại giống như tiếng trời, hiển nhiên là Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết sẽ không ngăn cản bọn họ. Tiếp xuống chính là phía dưới những người này tranh đoạt, nếu như không thể ngồi bên trên chỗ ngồi này, đó chính là bọn họ chính mình nguyên nhân. Dù sao, bên ngoài nơi này mặc dù chỉ có hai cái chỗ ngồi, nhưng mặt khác trên chỗ ngồi người, cũng là có thể bị khiêu chiến. Sau 2 canh giờ, cuối cùng hai cái chỗ ngồi cũng rốt cục có thuộc sở hữu, cái này khiến mặt khác không có tư cách ngồi lên người tới không ngừng hâm mộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu là, cũng không có người tiếp tục khiêu chiến đang ngồi cái này 18 người. Cẩn thận suy nghĩ một chút Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, những cái này Long tộc tầm đó hiển nhiên là nhận biết, nghĩ đến cũng biết những người khác đại khái thực lực, có thể hay không chiến thắng đang ngồi những người này, phía dưới những tu sĩ kia cũng tự biết mình. Ngoại trừ Tiêu Phàm mấy người bọn họ bên ngoài, những người khác thế nhưng là ngay từ đầu liền ngồi tại vị trí trước, hiển nhiên cũng nói bọn hắn thực lực chiếm được phần lớn người tán thành. Tiêu Phàm cũng không nghĩ vậy trận tiệc trà lại nhanh như vậy liền muốn kết thúc, bất quá đối với hắn mà nói, nhanh là chuyện tốt, bởi vì hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Về khoảng cách lần nhìn thấy Phệ Long Trùng đã qua hơn 1 tháng, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, ai biết Phệ Long Trùng có thể hay không tiếp tục lưu lại nơi đó. Còn có người muốn ngồi đi lên sao? Long Nữ thanh âm cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, chỉ thấy nàng cái kia không mang theo bất kỳ cảm tình gì con người quét mắt toàn trường tu sĩ. Thật lâu, nhìn thấy không ai mở miệng về sau, Long Nữ mới tiếp tục nói, đã như vậy, cái kia. Ta nghĩ thử xem, cũng đúng lúc này, phía dưới quảng trường phía trên, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao theo nguồn thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy một người mặc trường bào màu đen, dáng người cao to nam tử từng bước một hướng về quảng trường đi tới. Hắc bào nam tử làn da ngăm đen tỉ mỉ, lộ ra một vòng thuần chính kim loại đen quang trạch, trên mặt của hắn hiện đầy một chút huyền ảo đường vân, liền Tiêu Phàm đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nam tử bộ pháp rất ổn, có thể mỗi đi một bước, chung quanh hư không đều cảm giác mãnh liệt chấn động một cái, nếu không tử tế quan sát, căn bản không cảm giác được cỗ này chấn động. Quỷ dị nhất chính là, hắn một đôi mắt không có tròng trắng mắt, toàn bộ có màu đen, giống như đen kịt một màu thâm uyên, không thể đo lường. Người này là, Tiêu Phàm cũng nhịn không được nhíu mày. Hắc bào nam tử mặc dù nhìn qua cùng nhân tộc không hai, nhưng thể nội ẩn chứa huyết mạch khí tức, rõ ràng không phải nhân tộc, cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi đối thân phận của hắn tò mò. Các hạ muốn khiêu chiến ai? Long Nữ cũng như có điều suy nghĩ nhìn xem hắc bào nam tử. Về phần quảng trường phía trên đang ngồi 18 người, trừ bỏ Tiêu Phàm số ít mấy người, những người khác tất cả đều khinh thường nhìn xem hắc bào nam tử, tựa như lại nói, liền bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến địa vị của chúng ta, đi một bên a. Tại hạ cảm thấy, hắc bào nam tử đứng ở dọc theo quảng trường, băng lãnh mà con người đen nhánh quét mắt Long Nữ hạ thủ 18 người. Ánh mắt của hắn không từ trên người một người hiện lên, trên mặt người kia liền lộ ra vẻ phẫn nộ, dù là Huyết Khuyết cùng Ma Long Tử đều có chút khó chịu. Chỉ có Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, tựa như hoàn toàn không quan tâm mình bị khiêu chiến một dạng. Vị trí này không thích hợp ngươi ngồi. Cuối cùng, hắc bào nam tử ánh mắt dừng lại ở dưới Ma Long Tử tay vị trí bên trên, đó là một người mặc hắc sắc chiến giáp nam tử. Không thể nào, gia hỏa này lớn lối như vậy, lại dám khiêu chiến Phệ Linh. Phệ Linh thế nhưng là phệ hồn cuồng Long tộc đỉnh cấp thiên tài, vẻn vẹn so Huyết Khuyết yếu một điểm mà thôi, hắn đây là chán sống rồi sao? Một lần này có hảo hí, truyền văn, Phệ Linh động thủ, thủ hạ thế nhưng là chưa từng có người sống. Đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hắc sắc chiến giáp nam tử, ngay sau đó trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Phàm lại là trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn thật sâu hắc bào nam tử một cái, Trước đó hắn nghe Đồ Hoàng giới thiệu qua cái này Phệ Linh, thực lực mạnh mẽ, tính cách tàn nhẫn. Cùng hắn chiến đấu người, nếu không phải là bị hắn tra tấn mà chết, nếu không liền là bị hắn ăn sống nuốt tươi. Hắc bào nam tử lại dám khiêu chiến Phệ Linh, hơn nữa lời nói còn bá đạo như vậy, hiển nhiên hắn là có niềm tin chắc chắn. Hơn nữa, áo bào đen lời của nam tử rất bình tĩnh, ở Tiêu Phàm nghe tới, rõ ràng là hắn có đầy đủ tự tin. Lại đen lại thấp bé rùa đen, người dám khiêu chiến người Phệ Linh ra ra. Phệ Linh sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ hết sức sát ý điên cuồng. Chỉ thấy hắn từ trên chỗ ngồi dậy, đầu rồng cực lớn lộ ra dữ tợn chi khí, cuồng bạo khí thức từ trên người hắn quét sạch mà ra. Sao? Muốn chết, chỉ cần nói với ta một tiếng là được rồi. Phệ Linh nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm máu sắc răng, ngay sau đó hắn bước ra một bước, liền xuất hiện ở trên không trung, hướng về phía Phệ Linh ngoác ngoác móng vuốt. Hắc bào nam tử khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, thân hình bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Phệ Linh đỉnh đầu. Thật nhanh, người này là ai, tuyệt đối không phải yên lặng vô danh hạng người. Trên người đối phương huyết mạch khí tức ta từng tại Huyền Vũ tộc trên người cảm thụ qua, người này 89 phần 10 là Huyền Vũ tộc thiên tài, dám khiêu khích Phệ Linh, thực lực chắc chắn sẽ không quá kém. Cho dù hắn là Huyền Vũ tộc thiên tài lại như thế nào, Phệ Linh không phải cũng giống nhau là ta Long tộc thiên tài sao, giết hắn dễ như trở bàn tay. Đám người mặc dù bị hắc bào nam tử tốc độ cho khiếp sợ đến, nhưng vẫn như cũ không coi trọng hắc bào nam tử, dù sao, bọn họ đối Phệ Linh thực lực càng hiểu hơn. Phệ Linh có thể ngồi ở dưới Ma Long Tử tay, đã nói lên hắn thực lực chỉ ở huyết khuyết phía dưới. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn hắc bào nam tử, híp híp hai mắt, âm thầm trầm giọng nói, Long Quy sao? Xưng tên ra, bản đế không giết hạng người vô danh. Phệ Linh đằng đằng sát khí hướng về hắc bào nam tử, cũng không kinh ngạc tốc độ của đối phương. Huyền Vũ tộc, Long Võ Giáp, hắc bào nam tử cũng lười cùng Phệ Linh nói nhảm, trên người phồng lên lấy cường đại khí tức, từng bước một hướng về Phệ Linh đi đến, tràn đầy vô địch tự tin. Vậy có thể chết, Phệ Linh vô cùng khó chịu Long Võ Giáp phách lối tư thái, một đôi tay trong nháy mắt biến thành long chảo, lộ ra chí mạng phong duệ chi khí, lăng không bỗng nhiên vạch một cái. Đám người chỉ thấy một đạo vết cào từ hư không gào thét mà qua, bay thẳng đối diện Long Võ Giáp đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng mà, khi mọi người nhìn thấy một màn kế tiếp lúc, lại là hít một hơi lạnh, cho dù là Tiêu Phàm, cũng sẽ không bình tĩnh. Chương 3115, Thiên Hạ Đệ Tam Thần Thông, Luân Hồi Phong Cấm. Trên không trung, chỉ thấy Phệ Linh vết cào đánh nát hư không, lao thẳng tới Long Võ Giáp đi, muốn đem Long Võ Giáp cho xé thành mảnh nhỏ. Đám người nhìn thấy một màn này, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bọn họ muốn nhìn một chút, cái này Long Võ Giáp đến cùng thực lực làm sao, lại dám khiêu khích Phệ Linh quyền uy. Mắt thấy Phệ Linh chảo cương sắp rơi vào Long Võ Giáp trên người thời khắc, Long Võ Giáp lại là không nhúc nhích, đám người tất cả đều nín thở ngưng thần hướng về Long Võ Giáp, rất nhiều người trong lòng thậm chí cho rằng Long Võ Giáp đã bị sợ choáng váng. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy một màn kế tiếp lúc, lại là tất cả đều lộ ra không thể tin. Bang! Một tiếng nổ vang, Phệ Linh vết cào không thiên lệch đánh vào Long Võ Giáp lồng ngực trên người, vậy mà bắn ra vô số hỏa hoa, hư không càng là phát ra một trận sắt thép giao kích thanh âm. Từ đầu đến cuối, Long Võ Giáp một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có tránh né Phệ Linh công kích, cũng không có hoàn thủ. Vậy mà mặc dù như thế, Phệ Linh công kích, vậy mà căn bản không có phá mở Long Võ Giáp phòng ngự, vừa rồi công kích kia thậm chí giống như ở cho Long Võ Giáp gãi ngứa một dạng. Làm sao có thể? Rất nhiều người hít một hơi lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên trời cao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải biết, đây chính là Phệ Linh a, trong Long tộc cường giả hiếm có một trong, vừa rồi cái kia một chảo, cho dù là đỉnh cấp đế binh, cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh a. Nhưng bậc này kinh khủng công kích, đánh vào Long Võ Giáp trên người, vậy mà vẻn vẹn chỉ là đánh nát xiêm y của hắn, thân thể lại là bình yên vô sự. Liền một đạo vết máu đều không có, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng đây. Thân thể thật mạnh mẽ, Tiêu Phàm cũng bị Long Võ Giáp mạnh mẽ nhục thân cho khiếp sợ đến, cho dù là hắn, nếu luận mỗi về thân thể mà nói, đoán chừng cũng sẽ không so Long Võ Giáp mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm thôi động vô tận chiến huyết, nhục thân cường độ lại sẽ lớn mạnh một chút, nếu là thi triển Tu La Cửu Biến mà nói, đế binh rất khó làm bị thương nhục thể của hắn. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thật sâu nhớ kỹ Long Võ Giáp cái tên này, bất quá trong lòng hắn kỳ lạ là, Long Võ Giáp nếu là Huyền Vũ nhất tộc, vì sao lại họ Long đây? Long Thần cũng là họ Long, cũng không đại biểu hắn liền là Long tộc. Đột nhiên Tiêu Phàm trong lòng tự giễu cười nói, huống hồ, Long Võ Giáp vốn liền ẩn chứa Long tộc huyết mạch, cũng coi là cùng Long tộc có chút quan hệ. Ngươi liền điểm ấy lực lượng, chân trời, Long Võ Giáp thần sắc lãnh đạm nhìn xem đối diện Phệ Linh, trong giọng nói đều là ý trào phúng. Phệ Linh nghe vậy, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, hắn mặc dù vừa rồi cũng bị Long Võ Giáp cường đại lực lượng phòng ngự cho khiếp sợ đến, nhưng hắn mình cũng không tới không chịu được như thế cấp độ A. Vừa rồi chỉ là bản đế 3 tầng lực lượng mà thôi. Phệ Linh con vịt chết mạnh miệng, ta khuyên ngươi tốt nhất đem bú sữa mẹ khí lực đều kiểm tra xong. Long Võ Giáp không mặn không lạt nói, trong lời nói mãi mãi cũng mang theo một cỗ thái độ hờ hững. Ngang giống, Phệ Linh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chân trời trong nháy mắt gió xoáy vân dũng, cuồng phong thổi loạn, mây đen dày đặc, một bộ tận thế cảnh. Cùng lúc đó, thiên địa cuồn cuộn linh khí mãnh liệt mà tới, bị Phệ Linh một ngụm nuốt vào trong bụng, khí thế của hắn nhảy lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Đám người có thể thấy rõ ràng một đầu hơn ngàn trượng cự long ở chân trời vũ động, cái kia hắc sắc long đầu lộ ra một cỗ dữ tợn, từ trên cao quan sát phía dưới Long Võ Giáp. Long Võ Giáp ở trên đó ngàn trượng cự long trước mặt, lại là nhỏ bé giống như bụi bặm, nhưng hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng ở đó. Linh Phệ Cửu Thiên, Phệ Linh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, theo cuồn cuộn thần linh chi khí bị nuốt vào trong bụng, thân thể của hắn còn đang biến lớn, tràn đầy một cỗ nổ tính lực lượng. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Phệ Linh nhục thân đã đạt đến 3.000 trượng lớn nhỏ, nhục thân lực lượng cũng mạnh đến không gì sánh kịp cảnh giới. Giống, theo Phệ Linh gầm lên giận dữ, hắn cái kia to lớn cái đuôi hung hăng rút ra ngoài, những nơi đi qua, hư không liên tiếp phá toái. Cách xa nhau vô tận khoảng cách, đám người phía dưới đều cảm nhận được một cỗ hoảng sợ chi uy, tiếng xé gió chói tai vang vọng thiên khung, chấn động đến những cái kia cấp thấp tu sĩ màng nhĩ phát run. Tiêu Phàm bọn họ tất cả đều tụ tinh hội thần hướng về không trung, muốn thấy được Long Võ Giáp làm sao chống đối Phệ Linh một kích này. Nhưng mà, để đám người mắt trợn tròn chính là, Long Võ Giáp bình tĩnh như trước đứng ở đó, lạnh nhạt đối mặt Phệ Linh cái đuôi. Hắn sẽ không vẫn như cũ bất động a. Rất nhiều người trong lòng âm thầm suy đoán, coi như Long Võ Giáp nhục thân phòng ngự khủng bố, nhưng hắn cái kia nhỏ bé nhục thân, lại làm sao có thể ngăn cản được Phệ Linh như thế bá đạo lực lượng công kích đây. Rất nhanh, bọn họ loại ý nghĩ này liền được chứng minh, Long Võ Giáp xác thực không có bất kỳ cái gì động tác, chính là như vậy lẳng lặng đứng ở đó, cuối cùng hoàn toàn bị Phệ Linh cái đuôi che khuất. Oanh, một tiếng chấn thiên động địa nổ vang truyền ra, một cỗ năng lượng to lớn chấn động quét sạch cửu tiêu, hư không đều bị cỗ này lực lượng cắt thành hai nửa. Chỉ bất quá, để đám người mắt trợn tròn chính là, cái kia vừa mới còn nhanh đến cực hạn đuôi rồng, bỗng ở trên không ngưng một cái, tựa như thời gian bỗng dừng lại một dạng. Đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ma Long Tử, Huyết Khuyết đám người bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng hướng về không trung, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, cho dù là Tiêu Phàm, cũng không có để bọn hắn thất thố như vậy. Nhưng Long Võ Giáp lại làm được, hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có xuất thủ, chỉ có phòng ngự. Đám người đã không cách nào tưởng tượng, nếu như Long Võ Giáp ra tay toàn lực, lại sẽ là như thế nào cường đại. Tiêu Phàm nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh, Long Võ Giáp phòng ngự cường đại như thế thì cũng thôi đi, thật không nghĩ đến, hắn lực lượng cũng đã cường đại đến hết sức mức đáng sợ. Thậm chí, hắn cũng không có thấy rõ ràng Long Võ Giáp rốt cuộc là làm sao ra tay. Vừa rồi một sát na kia, có vẻ như có từng tia thần văn chấn động. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chằm không trung. Sau một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên lướt qua một đạo hồng quang, đồng thời, thân thể của hắn cũng bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ thấy trên không trung, rậm rạp chằng chịt đường vân hiện đầy Phệ Linh cái đuôi, tựa như một cái lưới lớn đồng dạng, cái kia đường vân càng là theo Phệ Linh cái đuôi trèo lên trên, đã gần như giăng đầy Phệ Linh nhục thân. Cũng chính là bởi vì như vậy, Phệ Linh trong nháy mắt thoát lực, cái đuôi cũng bị cái kia lưới lớn ngăn cản, lại cũng khó có thể tới gần mảy may. Giờ phút này, vùng hư không kia đã thời không đứng im. Thiên hạ đệ tam thần thông, Luân Hồi Phong Cấm. Tiêu Phàm trong lòng gần như gần từng chữ một, cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, thiên hạ đệ tam thần thông, có thể so sánh đệ tứ thời gian thần thông cùng đệ ngũ không gian thần thông muốn biến thái rất nhiều a. Thời gian thần thông cùng không gian thần thông thi triển đến cực hạn, có thể thời gian nghịch chuyển, không gian thay đổi, có thể thiên hạ đệ tam thần thông Luân Hồi Phong Cấm, lại có thể dễ dàng phong cấm thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Khó trách hắn không kiêng nể gì như thế, có cái này thần thông ở, hắn đã đứng ở thế bất bại. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, Long Võ Giáp phòng ngự có lẽ đáng sợ, nhưng sự đáng sợ cùng thiên hạ đệ tam thần thông so sánh, lại là chênh lệch nhiều lắm. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không biết là, vì sao Long Võ Giáp không khiêu chiến Ma Long Tử, mà là ứng phó Phệ Linh đây. Chương 3116, vậy cũng chưa chắc a. Tiêu Phàm mang theo nghi hoặc tụ tinh hội thần nhìn xem không chung, cái mông lần nữa ngồi trên ghế. Trong lòng của hắn cũng đang tính toán, nếu như mình gặp gỡ Long Võ Giáp, lại có hay không có phần thắng đây. Không nói phần thắng, có lẽ muốn phá giải cái này luân hồi phong cấm thần thông, đoán chừng cũng không phải bình thường phiền phức, mà một khi không giải được luân hồi phong cấm, cũng chỉ có bị Long Võ Giáp giết chết phần. Có thể nhìn ra luân hồi phong cấm thần thông, kỳ thật không chỉ Tiêu Phàm, ở đây rất nhiều người đều có thể nhìn ra, nghĩ đến bản thân trước đó đối Long Võ Giáp 10 điểm khinh thường, trong lòng bọn họ liền một trận phát lạnh. Cũng may Long Võ Giáp lựa chọn Phệ Linh làm đối thủ, mà không phải bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng 10 điểm kinh ngạc, vì sao Long Võ Giáp chỉ đối phó Phệ Linh, mà không đúng người đang ngồi xuất thủ đây. Ngươi làm sao có thể có được luân hồi phong cấm thần thông? Phệ Linh vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hắn trước mắt cái kia cực kỳ nhỏ bé huyền vũ tộc tu sĩ. Hắn nằm mộng cũng muốn không đến, cái này thoạt nhìn không có ý nghĩa, không tầm thường chút nào Long Võ Giáp, vậy mà nắm trong tay đáng sợ như vậy lực lượng. Thần thông, sở dĩ xưng là thần thông, dù là đột phá thần vương cảnh, cũng có được uy năng lớn lao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn thi triển đến cực hạn, so đại bộ phận cổ thuật cùng cổ pháp đều cường đại hơn. Chỉ bất quá, có rất ít người có thể đem thần thông lĩnh ngộ được cảnh giới như thế. Liền tựa như Long Phi Vũ, hắn lĩnh ngộ không gian thần thông, cho dù hắn hiện tại đột phá đại đế cảnh tu vi, đoán chừng cũng uy hiếp không được đại đế cảnh cường giả tính mệnh. Hoặc có lẽ là, Long Phi Vũ loại người này, vẻn vẹn lĩnh ngộ được thần thông da lông mà thôi. Nhưng là, Long Võ Giáp lại đem luân hồi phong cấm lĩnh ngộ được sâu hơn cấp độ, liền đại đế cảnh đỉnh phong Phệ Linh đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phệ Linh, người giết ta huyền vũ tộc tu sĩ thời điểm, có từng nghĩ tới, hôm nay cũng sẽ có chết một ngày. Long Võ Giáp hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thần tình lạnh nhạt nhìn xem Phệ Linh nói. Hoa, đám người nghe nói như thế, trong nháy mắt sôi trào lên, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao Long Võ Giáp muốn đối phó Phệ Linh. Phệ hồn cuồng Long nhất tộc thủy vực phạm vi cùng huyền vũ nhất tộc liền nhau, nguyên lai Phệ Linh giết không ít huyền vũ tộc, cái kia Long Võ Giáp là báo thù. Có người thấp giọng mở miệng, cởi ra Long Võ Giáp muốn đối phó Phệ Linh cái này nghi ngờ. Tiêu Phàm bọn họ lập tức sáng tỏ thông suốt, kể từ đó, vậy liền nói qua, Long Võ Giáp ai danh đô không điểm, hết lần này tới lần khác liền điểm Phệ Linh tên. Hơn nữa hiện tại xem ra, Long Võ Giáp đoán chừng không chỉ là khiêu chiến Phệ Linh đơn giản như vậy, mà là muốn giết Phệ Linh. Ngươi là huyền vũ tộc cái kia. Đột nhiên, Phệ Linh nhìn chăm chú Long Võ Giáp, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt vậy mà tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chỉ là không chờ hắn nói xong, Long Võ Giáp liền ngắt lời hắn, xem ra người biết cũng không ít, đã như vậy, kia liền càng phải đi cho ta huyền vũ tộc người đã chết chôn theo. Ngươi muốn giết ta. Phệ Linh sắc mặt hoảng hốt, bất quá sau một khắc, hắn liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha, Long Võ Giáp đúng không, nếu là ở thái cổ thần giới, hôm nay ta chết đi thì cũng thôi đi. Nhưng nơi này là Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, ngươi dám giết bản đế, ta Phệ hồn cuồng Long nhất tộc, tất nhiên sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Phệ Linh tự biết không phải Long Võ Giáp đối thủ, đành phải uy hiếp hắn, dù sao nơi này là Long tộc địa bàn, Phệ Linh nếu là chết ở chỗ này, tất nhiên sẽ để Phệ hồn cuồng Long nhất tộc điên cuồng trả thù. Thậm chí, nếu như Ma Long Tử đám người kiêng kỵ Long Võ Giáp uy hiếp, cũng sẽ xuất thủ diệt sát hắn. Tiêu Phàm lại là khinh bỉ nhìn Phệ Linh một cái, bậc này uy hiếp ngữ, lại là quá não tàn. Người Phệ Linh đều không phải là Long Võ Giáp đối thủ, Phệ hồn cuồng Long nhất tộc những người khác, như thế nào lại giết chết được Long Võ Giáp đây? Phệ Linh nói như vậy, chẳng qua là nghĩ khích tướng Ma Long Tử bọn họ xuất thủ mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía Long Nữ cùng Ma Long Tử đám người, nếu như Long Nữ cùng Ma Long Tử bọn họ động thủ, Tiêu Phàm cũng không để ý giúp Long Võ Giáp một cái. Nếu là đứng ở Long tộc đối lập mặt, có lẽ cũng có thể đem bọn hắn dẫn đi Phệ Long Trùng vị trí tinh thần thế giới. Không dám giết ngươi, Long Võ Giáp khẽ cười một tiếng, tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười đồng dạng, lạnh lùng nhìn phía dưới Long tộc nói, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nói đi, Long Võ Giáp tay phải một nắm, chỉ một thoáng, một loại lực lượng quỷ dị bỗng trói buộc Phệ Linh, để thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ. Phệ Linh phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nghe vào ở đây từng cái long tộc tu sĩ trong tai. Long Võ Giáp làm tất cả những thứ này thời điểm, căn bản không có nhìn Phệ Linh một cái, mà là lạnh lùng hướng về Thái Hồng Đảo bên trên tu sĩ, ai nếu là dám ra tay cứu Phệ Linh, vậy liền đều là địch nhân của hắn. Huyết Khuyết, Ma Long Tử, Long Nữ, các ngươi liền trơ mắt nhìn thấy ngoại tộc chi nhân diệt sát long tộc sao? Các ngươi uổng là long tộc. Phệ Linh nhìn xuống trên người thống khổ to lớn, ngửa mặt lên trời hét giận dữ nói. Ai cũng biết Phệ Linh lời nói là phép khích tướng, nếu là bình thường người, ở kiến thức đến luân hồi phong cấm cường đại về sau, có lẽ thật vẫn không dám tìm Long Võ Giáp phiền toái. Nhưng là, Long Nữ, Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết bọn họ cũng không thuộc về tại loại người này. Long Võ Giáp, nơi này là ta long tộc địa bàn, Phệ Linh không thể chết. Huyết Khuyết đứng dậy, nhìn chăm chú trời cao Long Võ Giáp nói. Thanh âm không lớn, lại tràn đầy một cỗ kiên quyết, hôm nay hắn là thế tất yếu cứu Phệ Linh. Còn nữa không, Long Võ Giáp thần sắc không hề bận tâm, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, căn bản không đem Huyết Khuyết để ở trong lòng một dạng. Cái này khiến Huyết Khuyết phiền muộn hết sức, trước là một nhân tộc kiếm hồng trần, hiện tại lại là một cái huyền vũ tộc Long Võ Giáp, cả đám đều không đem bản thân để ở trong mắt, chẳng lẽ bọn họ còn cho là mình thực tốt vân về sao? Thả hắn, Ma Long Tử lời nói 10 điểm đơn giản, lại tràn đầy một cỗ bá đạo, không cho phép phủ định ý vị. Nếu như là Huyết Khuyết, hắn có lẽ sẽ còn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là hắn cùng với Phệ Linh không cừu không oán, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem một cái ngoại tộc tu sĩ giết hắn long tộc chi nhân. Thả hắn, theo Ma Long Tử mở miệng, tu sĩ khác cũng nhao nhao mở miệng la ầm lên, rất nhiều người tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, xuất hiện ở trên không trung, đem Long Võ Giáp vây ở trung ương. Long Võ Giáp trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó bắt đầu không chút kiêng kỵ nở nụ cười, cười có chút điên cuồng. Long Võ Giáp, không muốn sai lầm, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi một người, là ta long tộc nhiều người như vậy đối thủ sao? Huyết Khuyết cười lạnh nói, ngươi cũng đừng tưởng rằng, còn sẽ có người sẽ đứng ở ngươi bên này. Mặt khác long tộc tu sĩ nghe vậy, cũng không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Nơi này 89 phần 10 cũng là long tộc tu sĩ, ở đối mặt ngoại tộc tu sĩ thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực. Về phần mặt khác ngoại tộc tu sĩ, đoán chừng cũng không dám vì một cái xa lạ Long Võ Giáp mà đắc tội long tộc, hơn nữa, cho dù đứng ở Long Võ Giáp một phương, vậy thì như thế nào đây? Huyết Khuyết nói xong, không có nghe được người khác tiếng phản đối, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý. Nhưng mà một khắc sau, một đạo quen thuộc thanh âm ở Huyết Khuyết bên tai vang lên, vậy cũng chưa chắc Chương 3117, người còn chưa đủ tư cách. Vậy cũng chưa chắc Thanh âm rất nhỏ, nhưng giờ phút này yên tĩnh im ắng, ở đây tu sĩ tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhất là Huyết Khuyết, nghe được thanh âm này, hắn có loại hộc máu xúc động, ngay sau đó lại cười lạnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tiêu Phàm vị trí nhìn tới. Ánh mắt của mọi người cũng đồng thời rơi vào Tiêu Phàm trên người, chỉ thấy Tiêu Phàm từng bước một đạp không mà lên, mỗi đi một bước, khí thế trên người đều tăng cường mấy phần. Đồng thời, trong tay của hắn, cũng bỗng xuất hiện một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, lộ ra khát máu quang mang. Kiếm hồng trần, đám người lên tiếng kinh hô, ai cũng không ngờ tới, lúc này, Tiêu Phàm vậy mà lại chủ động đứng ra, hơn nữa còn là đứng ở long tộc đối lập mặt. Chẳng lẽ hắn thực chuẩn bị vì một cái xa lạ Long Võ Giáp, mà khiêu khích toàn bộ long tộc uy nghiêm. Trên không trung, Long Võ Giáp cũng là hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến sẽ có người đứng ở hắn một phương, không khỏi hướng về phía Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng trên tay của hắn, lại không có chút nào dừng lại, Phệ Linh cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa. Long Võ Giáp, dừng tay cho ta. Huyết Khuyết tức giận gào thét một tiếng, uy áp kinh khủng bay thẳng Long Võ Giáp đi. Mặt khác long tộc cũng chán phóng khí thế mạnh mẽ, lạnh như băng hướng về Long Võ Giáp, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nghe được Huyết Khuyết mà nói, Long Võ Giáp tay phải dùng sức một nắm, Phệ Linh long khu trực tiếp nổ tung, hóa thành một cỗ hủy diệt tính năng lượng ba động trùng kích tứ phương. Cách hắn tương đối gần long tộc tu sĩ, bị thổi ngã trái ngã phải, càng là có người bị chấn động đến thổ huyết không ngừng. Giờ khắc này, long tộc toàn thể tức giận, Long Võ Giáp vậy mà thực ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt giết Phệ Linh, đây quả thực là đang gây hấn với long tộc quyền uy. Phải biết, nơi này chính là Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, nếu là long tộc đều chỉ có bị ngoại tộc tu sĩ tàn sát phần, cái kia long tộc còn mặt mũi nào tiếu ngạo thái cổ thần giới. Liền tựa như lúc trước ngoại tộc tu sĩ bước vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, tùy ý đổ sát nhân tộc tu sĩ lúc, nhân tộc tu sĩ cũng vặn thành một cỗ dây thừng một dạng. Cái này có quan hệ chủng tộc tôn nghiêm, cùng cá nhân vinh nhục cùng ân oán không quan hệ. Giết hắn, một mực trầm mặc không nói Ma Long Tử cũng rốt cục tức giận, lạnh như băng phun ra ba chữ, sau đó bỗng nhiên hướng về Long Võ Giáp đánh tới. Thân làm Long tộc thiên chi kiêu tử, phóng nhãn Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ ổn áp hắn, nơi này càng là ẩn ẩn có lấy hắn làm chủ tư thế, Ma Long Tử đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là không giết Long Võ Giáp, việc này nếu là nói ra, hắn Ma Long Tử trên người cũng không mặt mũi có thể nói. Theo Ma Long Tử lời nói rơi xuống, lấy hắn cầm đầu không ít Long tộc, nhao nhao xông về Long Võ Giáp. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị ngăn lại Ma Long Tử, nhưng mà, Huyết Khuyết tốc độ rất nhanh, trực tiếp cản ở trước mặt Tiêu Phàm. Vừa rồi một trận chiến còn chưa kết thúc, đối thủ của ngươi là bản đế. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Không đủ tư cách, đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ trước đó còn không phải hắn toàn bộ thực lực hay sao? Phải biết, bọn họ không ít người đều nhìn ra, Tiêu Phàm chẳng qua là một cái đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, mà Huyết Khuyết chính là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Huống chi, Long tộc thiên phú vốn liền so với nhân tộc hiếu thắng. Tiêu Phàm đến cùng có tư cách gì, dám khinh thị Huyết Khuyết. Không đủ tư cách, ha ha, cũng tốt, vậy liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là thực lực, ta Long tộc không thể nhục. Huyết Khuyết đại nghĩa lẫm nhiên nói, mặt khác Long tộc nghe được thanh âm này, cũng chỉ cảm giác huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, cuồng bạo khí tức nở rộ mà ra, bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Giết, Huyết Khuyết lắc mình biến hóa thành một đầu dài hàng trăm trượng huyết sắc trường long, trên người lớp vảy màu đỏ ngòm đỏ tươi hết sức. Lấp lóe lấy xích huyết sắc lân quang. Hắn một cái móng vuốt giò ra, trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Cùng lúc đó, ngoài ra còn có mấy chục cái Long tộc cường giả đánh giết mà đến, đáng sợ uy thế, để phiến thiên địa này đều run rẩy lên. Một phương khác, Long Võ Giáp đã cùng Ma Long Tử đụng vào nhau, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đã như vậy, vậy hôm nay liền hảo hảo nếm một phen long huyết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Vô luận là có hay không đắc tội Long tộc, sự tình đều đang dựa theo Tiêu Phàm kế hoạch lại đi, hắn cũng đúng lúc xác minh một lần Long tộc thiên tài thực lực chân chính. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm toàn thân kích động kim sắc quang mang, vô tận chiến huyết triệt để sôi trào lên, hóa thành một đạo chớp lóe phóng tới Huyết Khuyết. Về phần mặt khác Long tộc tu sĩ, tất cả đều bị Tiêu Phàm cho không để ý đến, đối với hắn mà nói, vây công căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hừ. Thật sự cho rằng vừa rồi trong tay ta miễn cưỡng chiếm được một chút chỗ tốt, liền tự cho là vô địch thiên hạ sao? Huyết Khuyết nhìn thấy Tiêu Phàm lại dám chủ động đánh tới, trong lòng lập tức cười lạnh không thôi. Mắt nhìn mình móng vuốt sắp cùng Tiêu Phàm đụng vào nhau, Huyết Khuyết thân ảnh bỗng lóe lên, hư không lại xuất hiện ba đầu huyết long, ba đạo đồng dạng mạnh mẽ móng vuốt xé rách mà xuống. Long hồn phân thân thuật, liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này Huyết Khuyết đem long hồn phân thân thuật thi triển xuất thần nhập hóa. Lúc này bốn đạo công kích rơi xuống, tuyệt đối để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng chỉ có bị hắn xé nát một loại này kết quả. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là thần sắc bình tĩnh hết sức, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên chán phóng một đạo hào quang sáng chói, một cỗ hoảng sợ chi uy từ trên người hắn quét sạch mà ra sao. Chỉ một thoáng, ở Tiêu Phàm quanh thân, vậy mà hiện lên một đầu hơn vạn trượng lớn nhỏ quái thú mở ra miệng to như chậu máu, cuồng nuốt đi. Xa xa Long tộc cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cỗ uy áp này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Thánh Côn, có người nhận ra Tiêu Phàm quanh thân đầu kia vạn trượng lớn nhỏ quái thú, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vạn trượng quái thú một ngụm đem Huyết Khuyết liên thông hắn ba đạo phân thân toàn bộ nuốt xuống, ở đám người trong đôi mắt, Huyết Khuyết ba bộ phân thân trực tiếp bị quái thú áp chế cắn vỡ nát. Cho dù là Huyết Khuyết bản thể, cũng bị cắn thành hai đoạn, máu tươi cuồng phún, chỉ có nửa người trên miễn cưỡng chạy ra thăng thiên. Huyết Khuyết không có chút huyết sắc nào, mắt như chuông đồng, vô cùng kinh hãi hướng về Tiêu Phàm, bất khả tư nghị nói, không có khả năng, ngươi làm sao biết thần thú Thánh Côn bảo thuật. Thánh Côn A, đây chính là sau lưng bảng xếp hạng thứ 86 thần thú, truyền văn thân thể to lớn, có thể miệng thôn nhật nguyệt tinh thần. Chỉ bất quá, Thánh Côn đã vô số tuế nguyệt không thể gặp, không nghĩ tới trước mắt này nhân tộc vậy mà nắm giữ Thánh Côn đặc hữu bảo thuật. Xem ra, Thánh Côn bảo thuật cũng không hề tưởng tượng mạnh. Vậy mà không có giết chết ngươi. Tiêu Phàm đáp phi sở vấn nói. Đây cũng không phải nói láo, mà là Thánh Côn bảo thuật uy năng, Tiêu Phàm xác thực có chút không vừa ý. Theo lý thuyết, hắn đánh bất ngờ, hẳn là giết chết Huyết Khuyết mới đúng, thật không nghĩ đến vẫn là để Huyết Khuyết có thể trốn đi. Bất quá, Huyết Khuyết nghe được lời nói của Tiêu Phàm, lại là buồn bực kém chút thổ huyết, bằng vào cái này bảo thuật một ngụm liền nuốt vào hắn 3 bộ phân thân, lại làm trọng thương thân thể của hắn, Tiêu Phàm lại còn ngại uy lực quá yếu. Ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, đến cái càng mạnh a. Tiêu Phàm lại phun ra một câu, con người băng lãnh lạnh lùng đảo qua phía dưới. Chương 3118, Long Vũ. Huyết Khuyết mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm rất khó ứng phó, bằng vào một mình hắn, thật đúng là không nhất định là Tiêu Phàm đối thủ. Mặc dù hắn còn có không ít thủ đoạn không có thi triển đi ra, có thể Tiêu Phàm cái kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, 89 phần 10 cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta tới a, cũng liền ở Huyết Khuyết do dự thời khắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, còn như tiếng trời, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Long Nữ, Long tộc tu sĩ một trận reo hò, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Long Nữ, chẳng ai ngờ rằng, Long Nữ vậy mà lại xuất thủ. Phải biết, Long Nữ có thể là có tiếng lạnh lùng a, cái gì Long tộc tôn nghiêm, căn bản sẽ không bị nàng để ở trong mắt. Huyết Khuyết thở sâu, không cam lòng lui sang một bên, hắn lúc này mới ý thức được, may mà chính hắn bình thường một mực tự cho là có thể cùng 4 đại Long tử Long nữ có thể so sánh. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức biết rõ, mình cùng 4 đại Long tử Long nữ tầm đó, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Long Nữ để trần chân ngọc đạp không mà đến, đứng ở Tiêu Phàm số bên ngoài hơn 10 trượng, chung quanh ánh sáng màu trắng choáng lượn lờ, thánh khiết vô song. Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cỗ nhàn nhạt hàn ý từ trên người nàng tản ra, lại làm cho người linh hồn đều có chút run rẩy, còn chưa động thủ, cũng làm người ta có chút phát run. Long Nữ sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, Tu La Kiếm đang nằm, đạm mạc nói, liền chân diện mục cũng không dám gặp người, đối với ngươi không có hứng thú gì. Hừ, Long Nữ lạnh rên một tiếng, váy dài múa nhẹ, đầy trời băng xương chi khí từ trên người nàng lan tràn ra, nửa phía bầu trời trong nháy mắt đông kết thành hàn băng. Vô số băng thứ đột ngột xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, nhanh đến mức cực hạn, Tiêu Phàm không có chính diện giao phong, dưới chân lăng không đạp một cái, cực tốc hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, Long Nữ trên người hàn băng thế giới lực lượng, đã bao vây hắn, hậu phương lại xuất hiện vô số băng thứ, xen lẫn thành một tấm băng thứ lưới lớn, giăng đầy mỗi một tấc không gian. Tiêu Phàm cho dù muốn chạy trốn, cũng không có bất kỳ cái gì không gian, Long Nữ đối băng chi thế giới lĩnh ngộ, đã đạt đến một cái đáng sợ cảnh giới. Lấy nàng tu vi, sợ là khoảng cách thánh đế cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Mắt thấy cái kia rậm rạp chằng chịt băng thứ sắp đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm cũng không chút do dự thi triển ra thế giới chi lực, ngay sau đó, chỉ thấy hắn không gian chung quanh đều run rẩy kịch liệt lên. Thời không chấn động, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, sinh ra một cỗ đáng sợ bão táp thời không, những cái kia băng thứ toàn bộ bị chấn nát thành bột mịn. Cũng liền ở Tiêu Phàm mừng rỡ thời khắc, Long Nữ một con ngọc đủ đã tới đỉnh đầu hắn, tựa như một cái băng chi thế giới hung hăng đánh rơi xuống mà xuống. Hỗn Độn Chi Kiếm, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, cái này Long Nữ nhìn qua không tranh quyền thế, không nghĩ tới động thủ lại tàn nhẫn như vậy, đây là muốn đem hắn Tiêu Phàm ngạo khí dẫm ở dưới lòng bàn chân sao. Hồng hộc, hỗn độn kiếm khí tại hư không nở rộ, hư không trực tiếp bị xé mở, băng chi thế giới cũng bị cắt thành 2 nửa. Lần này, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, Tu La Kiếm kéo một cái kiếm hoa, vô số kiếm khí giống như vạn kiếm tề phát, chói tai tiếng hét lớn vang vọng chân trời. Thình thịch, sau một khắc, để Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, Long Nữ vậy mà hóa thành một tòa băng điêu, trực tiếp bị kiếm khí của hắn chấn động thành đầy trời bụi băng. Chết, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, âm thầm lắc đầu. Long Nữ nếu là dễ dàng như vậy giết chết, cái kia cũng không khả năng trở thành Long tộc duy nhất Long Nữ. Bỗng dưng, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy giữa lưng mát lạnh, thấy lạnh cả người từ phía sau đánh tới, vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm kiếm trong tay, bỗng nhiên quay người ngăn tại trước người. Bang, một đạo thanh âm the thé vang lên, lại là Tiêu Phàm Tu La Kiếm, chặn lại một chuôi hàn băng chi kiếm, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Long Nữ cầm trong tay hàn băng chi kiếm nhanh chóng tới gần, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, không gian thần thông, nàng vậy mà cũng lĩnh ngộ không gian thần thông. Tiêu Phàm gặp rất nhiều người lĩnh ngộ không gian thần thông, nhưng chưa từng thấy qua, đem không gian thần thông lĩnh ngộ được nàng tình trạng như vậy. Khó trách lấy linh giác của hắn, đều không cảm ứng được Long Nữ tồn tại. Chủ yếu nhất là, Long Nữ lực lượng, vậy mà so Huyết Khuyết còn muốn cường hoành hơn mấy phần, để Tiêu Phàm đều một trận phát lạnh. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về Long Nữ mang theo cái khăn che mặt khuôn mặt, chẳng biết tại sao, khi ánh mắt của hắn đối mặt Long Nữ con mắt lúc, hắn tâm run lên bần bật. Đôi mắt này, Tiêu Phàm chỉ cảm giác buồng tim của mình bỗng nhiên chấn động một cái. Đôi mắt này, thực sự quá quen thuộc, in vào hắn sâu trong linh hồn ký ức, giờ phút này lại giống như chảy ra đồng dạng, rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn. Là nàng sao? Tiêu Phàm trong lòng tự hỏi, ngay sau đó lại lập tức phủ nhận loại phỏng đoán này, nếu như là nàng kia nhìn thấy bản thân thời khắc, hẳn là đã sớm nhận ra a. Thở sâu, Tiêu Phàm đột nhiên như thiểm điện duỗi ra một cái tay khác, bỗng nhiên hướng về Long Nữ mạng che mặt hái đi. Vô luận Long Nữ có phải là hắn hay không trong lòng người kia, Tiêu Phàm đều muốn chứng thực một chút. Long Nữ nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà muốn bóc khăn che mặt của chính mình, cái kia trong con ngươi lạnh như băng bỗng hiện lên một vòng nồng nặc sát ý, những nơi đi qua, hư không toàn bộ kết thành hàn băng. Ở Long Nữ xem ra, Tiêu Phàm cử động, chẳng qua là một cái đăng đồ tử mà thôi, dạng người này, giết cũng chết không có gì đáng tiếc. Bỗng nhiên, Long Nữ thể nội bỗng kích phát một loại nào đó lực lượng, vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo, đều tăng cường mấy lần. Hồng hộc, Tiêu Phàm căn bản không quan tâm Long Nữ phản ứng, tay trái tựa như tia chớp từ trên má của nàng xẹt qua, một dung nhan tuyệt mỹ trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm trong đầu. Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, thân thể đều run rẩy kịch liệt lên, nắm lấy Tu La kiếm tay phải bỗng mềm nhũn. Phốc phốc, Long Nữ trong tay hàn băng chi kiếm trực tiếp chui vào Tiêu Phàm trong lồng ngực, từ sau lưng xông ra, từng tia dòng máu màu vàng óng rơi xuống. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không hề tức giận, ngược lại trên mặt hiện lên một nụ cười. Long Vũ, Tiêu Phàm nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, tựa như trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đồng dạng, ngực đau đớn, đã sớm bị hắn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Long Vũ, cái tên này đối với Tiêu Phàm mà nói, quen thuộc mà xa lạ. Đã từng bởi vì ngoài ý muốn cứu nàng một mạng, vẫn quấn lấy hắn, gọi hắn phu quân. Nhìn trước mắt trường này khuôn mặt, Tiêu Phàm tựa như lại thấy được một cái kia cuối cùng bởi vì cứu hắn, mà bị một cái đại thủ bắt đi Long Nữ. Năm đó, Tiêu Phàm âm thầm thề, bất kể như thế nào, đều muốn tìm tới Long Vũ. Nhưng hiện tại, làm Tiêu Phàm rốt cuộc tìm được nàng thời điểm, hắn trong lúc nhất thời trừ bỏ kích động, đã không biết nói cái gì. Đối diện Long Nữ nghe được Tiêu Phàm lời nói, sâu trong linh hồn run lên bần bật, sau đó lần nữa khôi phục lạnh như băng thần sắc, nói ta không nhận biết ngươi. Nói xong, Long Nữ trường kiếm trong tay dùng sức, chuẩn bị mở ra Tiêu Phàm nhục thân. Tiêu Phàm tay phải nắm thật chặt cái kia hàn băng chi kiếm, thở sâu, khẽ mỉm cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Dứt lời, Tiêu Phàm bỗng đẩy ra Long Nữ trường kiếm trong tay, thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui, Long Võ Giáp, đi. Tiêu Phàm hét dài một tiếng, ngẩng đầu khẽ quát một tiếng, liền hướng lấy một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Chương 3119, cá cắn câu. Theo Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, Long Võ Giáp cũng một quyền đẩy lui Ma Long Tử, không dám niệm chiến, cực tốc đi theo Tiêu Phàm thân ảnh đuổi theo. Long Nữ nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, luôn cảm giác đã mất đi một dạng vật rất trọng yếu, trong lòng có một loại không rõ đau thương. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm bị nàng một kiếm đâm xuyên thân thể, có thể trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười sán lạn lúc, chẳng biết tại sao, nàng ở sâu trong nội tâm giống như kim đâm đau. Hắn thực nhận biết ta, Long Nữ trong lòng ngâm khẽ một tiếng, muốn quên Tiêu Phàm khuôn mặt, có thể càng là như thế, tấm kia khuôn mặt lại càng phát rõ ràng, thật lâu vung đi không được. Long Nữ, ta đi giết hắn. Ma Long Tử đi tới Long Nữ bên người, tức giận hướng về Tiêu Phàm rời đi phương hướng. Long Nữ bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt sát khí nặng nề hướng về Ma Long Tử, lạnh giọng nói, lăn. Sau một khắc, Long Nữ cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ còn lại có Ma Long Tử vẻ mặt buồn bực bức đứng tại chỗ, không biết vì sao. Bình thường Long Nữ đối với hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng là xưa nay sẽ không như thế quát lớn hắn, hôm nay cái này còn là lần đầu tiên. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia kiếm hồng trần? Bạn đang nghe chuyện trên kênh AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma Long Tử trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, kinh khủng sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra, trong lòng lạnh giọng nói kiếm hồng trần. Bản Long Tử tất sát ngươi. Bỗng nhiên, Ma Long Tử trường bào vung lên, cũng dọc theo Tiêu Phàm bọn họ thoát đi phương hướng đuổi theo. Long Nữ rơi trên mặt đất, nhàn nhạt nhìn chân trời một cái, cũng không nói thêm gì, mà là nhìn về phía Huyết Khuyết đám người nói, sau 3 tháng, các ngươi lại đến Thái Hồng Đảo, mặt khác, kiếm hồng trần cùng Long Võ Giáp vị trí, bản cung sẽ tìm người thay thế. Long Nữ mặc dù không quan tâm người khác cái nhìn, nhưng Tiêu Phàm cùng Long Võ Giáp công nhiên cùng Long tộc đối đầu, Long Nữ đương nhiên sẽ không để bọn hắn tiến vào Long Chi Mộ. Là, đám người cùng nhau gật đầu, đôi mắt hiện lên một vòng tha thiết, bọn họ làm sao không rõ Bạch Long Nữ trong giọng nói ý tứ, đây là chuẩn bị 3 tháng về sau tiến vào Long Chi Mộ a. Truyền văn, Long Chi Mộ thế nhưng là táng lấy Long tộc vô số cường đại Long tộc tu sĩ, nếu là có thể lấy được bọn họ chôn xuống một vài thứ, có thể liền là cơ duyên lớn lao. Đương nhiên, muốn có được cái nào cơ duyên, cũng không phải là dễ dàng như vậy, sau 3 tháng, Long Chi Mộ cũng chưa chắc nhất định có thể đủ mở ra. Lúc này, Long Nữ tuyên bố thiên tài tiệc trà kết thúc, nàng thất lạc tiến vào tẩm cung của mình, Huyết Hoàng Nữ không biết lúc nào theo sau. Vũ muội muội, ta xem ngươi không yên lòng, có phải hay không có tâm sự gì? Huyết Hoàng Nữ nhìn thấy Long Nữ thần sắc, hơi hơi lo lắng nói. Huyết tỷ tỷ, ta không sao. Long Nữ lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Có phải hay không cùng cái kia kiếm hồng trần có quan hệ? Huyết Hoàng Nữ thử dò xét nói, xem như nữ nhân, Huyết Hoàng Nữ rất tin tưởng trực giác của mình. Vừa rồi Long Nữ cùng Tiêu Phàm chiến đấu thời khắc, Huyết Hoàng Nữ gặp được Tiêu Phàm thần sắc trên mặt, cũng nhìn thấy hai người nói một câu nói. Long Nữ cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, trở nên mất hồn mất vía, Huyết Hoàng Nữ trong nháy mắt liên tưởng đến Tiêu Phàm trên người. Có phải hay không hắn cầm thứ gì uy hiếp ngươi? Huyết Hoàng Nữ sắc mặt lạnh lẽo, một bộ muốn cho Long Nữ ra mặt tư thế. Long Nữ lắc đầu, thở sâu, do dự lúc này mới nói, Huyết tỷ tỷ, ngươi nói, một cái chưa từng thấy qua người, hắn lại nhận biết ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi chính là Long tộc Long Nữ, cho dù hắn là một nhân tộc, nhận biết ngươi cũng rất bình thường. Huyết Hoàng Nữ suy nghĩ một chút nói, có đúng không? Long Nữ biểu tình nghi hoặc, chỉ có nàng tự mình biết, nàng nói tới cái chủng loại kia nhận biết, cũng không chỉ là biết rõ một cái tên, mà là tựa như đã sớm hai bên quen thuộc đối phương. Long Nữ cũng biết, loại chuyện này nói ra quá không thể tưởng tượng nổi, nàng cùng Huyết Hoàng Nữ quan hệ quả thật không tệ, nhưng còn chưa tới sinh tử dựa vào cấp độ, cũng không có đem nàng suy nghĩ trong lòng như thật nói ra. Mà lúc này, Tiêu Phàm cùng Long Võ Giáp sớm đã rời đi tinh thần thế giới, xuất hiện trong tinh không. Kiếm huynh, lần này đa tạ người trưởng nghĩa tương trợ. Long Võ Giáp thở sâu nhìn xem Tiêu Phàm nói, một người xa lạ, vì mình mà đắc tội Long tộc, Long Võ Giáp không thể không bội phục Tiêu Phàm dũng khí. Bất quá hắn nội tâm cũng có chút hoài nghi Tiêu Phàm mục đích, chỉ là càng nghĩ, có vẻ như trên người mình cũng không cái gì đáng giá đối phương bỏ ra giá lớn như vậy. Chúng ta ngoại tộc chi nhân, ở trong này nếu là không giúp đỡ lẫn nhau sấn, sớm muộn sẽ bị Long tộc nuốt hết. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, hơn nữa, không có ta, người cũng có thể yên ổn rời đi. Long Võ Giáp từ chối cho ý kiến, đây cũng là chấp nhận Tiêu Phàm lời giải thích. Kiếm huynh, hôm nay tâm tình, Long mỗ chỉ có thể ngày sau lại báo, tại hạ xin cáo từ trước. Long Võ Giáp chắp tay một cái nói, bảo trọng. Tiêu Phàm cũng không giữ lại, hắn biết rõ, Long Võ Giáp khẳng định đối với mình có chỗ đề phòng, hơn nữa, hắn sở dĩ xuất thủ, cũng xác thực không có nghĩ qua muốn Long Võ Giáp báo đáp cái gì. Tiêu Phàm thoải mái, ngược lại để Long Võ Giáp có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó dứt khoát quay người rời đi, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Thực lực mặc dù không tệ, nhưng lòng phòng bị quá mạnh một chút. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, đây là hắn đối Long Võ Giáp làm người cái nhìn, muốn thắng được Long Võ Giáp tín nhiệm, hiển nhiên không phải bình thường khó khăn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới từ Long Võ Giáp trên người được cái gì, bởi vậy căn bản sẽ không cưỡng cầu. Cá cắn câu, sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa hư không, đôi mắt hiện lên một vòng sắc bén chi quang, âm thanh lạnh lùng nói, theo lâu như vậy, có thể đi ra. Hô hô, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở, mấy đạo thân ảnh từ cái kia hư vô liệt phùng bên trong đi ra, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, nhất là người cầm đầu. Ma Long Tử, Tiêu Phàm nhíu mày, thân phận của người đến hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn, dĩ nhiên là Ma Long Tử dẫn người đuổi theo. Chỉ là, bản thân có vẻ như không có đắc tội hắn a, làm sao hắn đối với mình lớn như vậy oán niệm đây? Kiếm Hồng Trần, người đối Long Nữ làm cái gì? Nhưng hắn như thế hận ta. Ma Long Tử đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm trả lời không hài lòng, hắn liền sẽ lập tức ra tay giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Ma Long Tử, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, ngươi ưa thích Long Nữ. Trả lời vấn đề của ta. Ma Long Tử ngữ khí càng ngày càng băng lãnh. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là tính toán rất nhanh lên, nói, không nghĩ tới cuối cùng câu lên lại là Ma Long Tử đầu này cá, tất nhiên Long Nữ là Long Vũ, vậy ta cũng không thể hại nàng, chỉ có thể coi là Ma Long Tử xui xẻo. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện lên một ý kiến, cười híp mắt nói, ta không đối Long Nữ làm cái gì, bất quá người đời này là không thể nào lấy được Long Nữ niềm vui, ha ha. Nói xong, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng bay thẳng trong tinh không đi, chỉ lưu lại một đạo diễu cợt tiếng cười quanh quẩn ở Ma Long Tử bên tai. Ma Long Tử sắc mặt tái xanh, cuồng bạo sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, nghiến răng nghiến lợi nói, điều động thái cổ Ma Long tộc bộ hạ tất cả lực lượng, vô luận chân trời góc biển, bản Long Tử đều muốn hắn chết. Là, Long Tử, phía sau hắn mấy người thuộc hạ ứng tiếng nói, sau đó mấy người hóa thành lưu quang hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi, chỉ có hai người đi theo Ma Long Tử tiếp tục đuổi lên rồi Tiêu Phàm bước chân. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.